Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với ngày thi đấu thứ hai trong khuôn khổ giải đấu APL 2020, giải thi đấu quốc tế online lần đầu tiên trong lịch sử của bộ môn Liên Quân Mobile. Và tại APL 2020 lần này thì Nonolive sẽ là platform livestream chính thức của giải đấu, cũng như là khu vực Việt Nam thì hân hạnh được tài trợ bởi Nonolive. Và các bạn hoàn toàn có thể theo dõi những lịch thi đấu và tin tức về các đội tuyển tham dự APL trên apl.lienquan.ghana.vn. Và ngoài ra thì các bạn khán giả cũng có thể cùng truy cập vào trang web event.apl.lienquan.ghana.vn và tham gia sự kiện đồng hành cùng APL khẳng định sức mạnh Việt Nam để có những cơ hội nhận được những phần quà rất thú vị như là iPhone XS Max, trang phục Nacross ADC cũng như là dương trang phục tự chọn một. Ngày thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ của bảng B, bảng đấu tử thần đã đi qua được 5 trận đấu và trước mắt chúng ta sẽ là trận thi đấu cuối cùng. Một trận thi đấu nữa sẽ có sự góp mặt của một đại diện đến từ khu vực AOG Việt Nam của chúng ta, đó là Pháp TV. Trong ngày thi đấu hôm nay thì Buriram United đã có thắng lợi 2-0 dễ dàng trong trận mở màn của mình trước đối thủ rất yếu, đó là Elvo. Còn đối với Pháp TV thì họ đã phải nhận thất bại đầu tiên trước Team Pháp ở trong cuộc chiến trước nhà đương kim vô địch của khu vực AOG. Đồng ý. Và lịch thi đấu ngày hôm nay có thể thấy bất ngờ lớn nhất là ở việc đội tuyển thứ hai của khu vực APL là Baza Gaming đã cho thấy rằng họ có những con người trẻ tuổi nhưng cực kỳ kiệt xuất. Bằng việc cân bằng tỷ số 1 đều, Team Flash và chiến thắng 2-0 trước đội tuyển hàng đầu tại DCS, đó là One Team. Và trận thi đấu giữa Pháp TV và Buriram United sẽ là trận đấu cuối cùng để khép lại ngày thi đấu đầu tiên của bảng B APL ngày hôm nay. Rõ ràng là về tương quan lực lượng và dựa theo những đánh giá về mặt cảm quan thì có lẽ chúng ta sẽ nghiêng nhiều hơn lợi thế dành cho đội tuyển số 1 của khu vực Thái Lan, đó là Buriram United trước Pháp TV. Nhưng trước tiên chúng ta cùng nhau đến với video giới thiệu đội tuyển của cả hai đội tuyển. Cả hai đội tuyển cùng có 8 thành viên tham dự tại APL 2020 lần này. Và đây là những hình ảnh được gửi về từ AOG Studio tại thành phố Hồ Chí Minh. Người ngồi bên cạnh tôi đây là bình luận viên Huy Popper đã rất trông chờ. Anh ấy đã chờ đợi cả ngày hôm nay để được theo dõi trận thi đấu này rồi. Một màn đọ sức giữa Khiên Suy và First One ở vị trí đi rừng. Yeah, thực sự là một màn đọ tài cực sự, theo tôi là một sự phấn khích. Vì chúng ta sẽ được thấy Khiên Di đọ sức cùng người chơi đi rừng số 1 của Thái Lan, đó là F1. Và đây đội hình ra quân của Pháp TV trong trận thi đấu này không có sự thay đổi so với trận thi đấu mà họ đối đầu với Team Flash. Có thay đổi rồi. Thay đổi ở vị trí hỗ trợ khi mà Cyrus sẽ không còn đánh vị trí hỗ trợ nữa mà thay vào đó là TA. Ngoài đây, ra thì ở vị trí đường giữa thì Buck đã vào sân để thay thế cho Hero. Rõ ràng là chúng ta đã thấy được một bộ khung quen thuộc hơn đến từ Pháp TV. Buck là người được đảm nhiệm vị trí đường giữa tại đấu trường danh vọng mùa xuân. Và lần này thì anh ta sẽ quay trở lại ở vị trí đường giữa. Đã có nhiều khán giả cho rằng là việc không để cho Buck đánh tại một trận thi đấu quan trọng ở Pháp TV là một điều không nên. Bởi vì anh ta đóng vai trò rất quan trọng trong việc gọi là team call, là việc kêu gọi giao tranh. Thì đó là việc mà Buck có vẻ đã làm rất tốt và anh ta cũng đánh khá chắc chắn ở khu vực đường giữa. Và tôi hy vọng rằng với những sự thay đổi này ở về nhân sự thì chúng ta có thể hy vọng một bất ngờ đến từ Pháp TV. Và trận thua trước Team Flash đã khiến cho đúng là cá nhân của tôi đã có một chút những sự lo lắng cho Pháp TV trước trận thi đấu quan trọng này. Nhưng khi mà Pháp TV đã có những sự thay đổi thì tôi mong rằng chúng ta sẽ có thể gây được bất ngờ trước đại diện hàng đầu của APL. Sau đây khi đó thì Buriram United line up của họ cũng đã có hai sự thay đổi so với trận thi đấu trước đó gặp Team Elvo, khi mà bộ đôi cũ của Baza Gaming đó là Zomi cùng với Defoxen vào sân để thay thế cho người chơi đường Tà Thần Seja Summer và 007X ở vị trí đường rồng. Còn lại bộ 3 ở vị trí trung tâm của đội hình Buriram United Esports vẫn sẽ là First One, F1, Nunu và Isilindu. Rõ ràng là Summer là một trong những người chơi không thể được đánh giá quá cao bằng so với cả Zomi được, vì Zomi đã từng là một trong những người trụ cột của Baza Gaming cái khoảng thời điểm anh ta còn thi đấu cho Baza từ mùa 2
và thậm chí đã lên ngôi vô địch cùng đội tuyển này, cùng với đó là cả DeFoxN nữa. DeFoxN và Ara sẽ là hai tuyển thủ player to watch trong trận thi đấu này của Muiram và Fat TV. DeFoxN vẫn chưa thi đấu một trận thi đấu nào tại APL cả, trong khi đó thì Ara cũng vừa thi đấu và anh ta chỉ có KDA là 1.45, nó dựa trên thành tích của trận đấu mà họ vừa đối đầu với Team Flash. Đó là một KDA không quá ấn tượng đối với cả Ara trong trận thi đấu đầu tiên xuất trận của mình. Và anh ta cũng là người xạ thủ hiếm hoi chơi quân bài Hayate trong cái bối cảnh các đội tuyển hàng đầu đều hướng tới cho mình những vị tướng xạ thủ như là Cafini hay thậm chí là cả Lavi nữa. Và Ara đang được trông chờ rất nhiều vào trận thi đấu này. Anh ta sẽ phải đối đầu với một trong những người chơi xạ thủ hàng đầu tại Thái Lan, đó là DeFoxN. Đã có một khoảng thời điểm mà DeFoxN chơi cho Muiram United nhưng cũng không quá thành công, đó là khoảng thời điểm tại AICA 2019. Anh ta đến một khoảng thời gian ngắn, gọi là có thời hạn mà thôi, có thời hạn mà thôi, khi mà dưới dạng cho mượn để Muiram có thể củng cố được bộ cánh nhằm vô địch tại AIC nhưng đã bất thành. Nhưng lần này thì DeFoxN đã chuyển nhà thực sự đến với cả Muiram United. Và trận đấu với Team Elvo, bắt đầu tôi có cơ hội được bình luận trận đấu đó thì tôi có dự đoán rằng là khả năng cao trong một trận thi đấu với những đội tuyển mạnh hơn thì người được chọn sẽ DeFoxN và Zombie. Và đúng là như vậy, Muiram United Esports họ đánh giá cao Afab TV hơn so với Team Elvo. Và trận thắng trước Team Elvo cũng là một trận cho thấy rằng họ sẽ giấu đi những nhân lực thực sự của mình. Và có thể đây sẽ là bộ khung thực sự của Muiram United Esports khi đối đầu với những đội tuyển đặc biệt là Team Flash. Còn với Pháp TV thì dù cũng thay hai người nhưng chúng ta thấy là trong studio thi đấu vẫn đang là những nụ cười hết sức thoải mái đến từ huấn luyện viên Ken cùng với những người học trò của mình. Ở trong ngày thi đấu hôm nay, họ hiểu rằng mình rơi vào một bảng đấu tử thần và họ xác định một tâm lý thoải mái tại ngày thi đấu này. Thế nhưng màn trình diễn của Pháp TV trong cuộc đối đầu với Team Flash quả thật là tôi nghĩ là dưới sức của chính họ. Và trong trận đấu này thì tôi kỳ vọng họ sẽ làm được nhiều hơn. Đặc biệt là về cá nhân thì tôi kỳ vọng là Ara sẽ có thể xóa nhòa đi hình ảnh không mấy tích cực ở trong trận thi đấu trước với Team Flash. Thay vào đó sẽ là một Ara quay trở lại với một Ara xuất sắc mà chúng ta thường biết để có thể đánh bại DeFoxN ở vị trí đường rồng. Tôi cũng khá đồng ý với quan điểm của anh Dũng. Và TA cũng là một trong những người chơi đã từng trở thành một bộ khung khá ăn ý với Ara tại khoảng thời điểm nửa về sau của đấu trường danh vọng mùa xuân, đúng không? Và rõ ràng là TA là một trong những mắt xích có thể nói là đánh khá ổn định. Và việc anh ta thay thế cho Cyrus có thể sẽ đóng vai trò then chốt trong việc vận hành lối chơi ở vị trí hỗ trợ dành cho bên phía của Pháp TV. Hai lượt cấm đầu tiên bên phía Pháp TV như thường lệ vẫn là Alice và Florentino, trong khi đó thì Muiram họ cấm đi Zip và cấm đi một quân bài xạ thủ đi rừng tương đối bay bướm, đó là Elandor. Và lượt cấm đầu tiên chúng ta sẽ có Kira, và Kira này cho Khiên Di. Khiên Di ở trận thi đấu với Flash thì anh ta cũng là người tích được số lượng tiền tương đối lớn và anh ta chơi Kira cũng khá ổn định, mặc dù anh ta không có quá nhiều đất diễn để thể hiện nhưng khả năng farm tiền và kiểm soát của anh ta với quân bài Kira vẫn là khá ấn tượng. Trong khi đó, Muiram United họ sẽ có cho mình hai cặp cánh, đó là Richter và kế đến là Lavi, quân bài mà hiện tại người Thái đang chơi một cách rất đáng sợ, đặc biệt là với Eret của Baza Gaming. Ván đấu này thì Ara sẽ có Cafeni. Chúng ta cũng đã ngay lập tức đưa ra sự đáp trả về mặt đôi cánh, đó là Omen để đối đầu trực tiếp cùng với Richter, và Cafeni sẽ đọ sức cùng với Lavin ở vị trí đường rồng. Muiram United họ vừa hướng tới Rat dành cho Nunu nhưng đang có thiên hướng đổi sang Krizik. Krizik, wow, sẽ là những cú hút tạo đột biến rất khó chịu đến từ Isilindit. Chúng ta đã chứng kiến cái cách mà Hồng Kông Attitude hay thậm chí là cả Cuckoo của mẹ team nữa, họ chơi Krizik và tạo nên tình huống đột biến. Chúng ở Việt Nam thì có Proe của Team Flash và lần này thì Isilindit sẽ đem quân bài đột biến rất khó chịu này ra, nên nhớ ra những cú tốc biến và còn hấp dẫn và hút đối phương đến từ Krizik là tiền đề cực kỳ nguy hiểm. Cộng với việc kết hợp với vùng diệt quỷ của Richter có thể tạo ra một combo giao tranh rất nguy hiểm, và những xạ thủ như Ara với Cafeni cần phải cực kỳ cẩn thận. Và cuối cùng thì Ara cũng đã có cho mình một quân bài xạ thủ mà tôi nghĩ rằng đã hợp meta hơn, đó là quân bài Cafeni. Anh ta vẫn sẽ đóng vai trò là một sát thương chủ lực của Pháp TV tại giai đoạn nửa về sau của trận thi đấu. Và dựa trên 3 sự lựa chọn đầu tiên của Pháp TV sau giai đoạn cấm chọn thứ nhất, tôi đã cảm thấy khá yên tâm. Chúng ta có những quân bài hợp meta như Kira, như Omen và như Cafeni nữa. Chúng ta cũng chủ động cấm đi đó là hai quân bài gây sát thương dồi dào, đó là Rat ở khu vực đường giữa và Quick Nuck đi rừng. Rat đường giữa cấm đi sau khi mà Nunu đã không chọn, mà thay vào đó là Krizik. Roker, vậy là Roker dành cho First One để đối đầu với Kira của Khiên Di ở trong trận thi đấu này, không giấu rừng nữa mà đó là một sự lựa chọn trực tiếp của First One. Tôi lại cứ nghĩ rằng là First One sẽ tiếp tục chơi cho mình một con bài theo hướng kiểm soát là Lindis, và lại họ sẽ Ata. Có một đội hình lại Zata, lại Ata, lại Ata đến vị trí của Fat TV, nhưng không phải Cyrus cầm nữa, và đó là TA với thuyền bạch tuộc.
Lại một lần nữa chúng ta sẽ thấy quân bài ATA này. ATA không có tỷ lệ thắng ấn tượng tại APL. Mở bát trong tay của Elfo, của team Elfo. Và sau đó là qua Cyrus. Và bây giờ là TA. Pain dành cho Buck. Pain dành cho Buck. Bên đường giữa. Đây là điều chúng ta đã thấy tại đấu trường dây vọng. Chúng ta đã thấy Ellie, chúng ta thấy Xuân Bách với Pain tại khu vực đường giữa. Và rõ ràng là chúng ta sẽ có một quân bài mà theo tôi đánh giá là những cấp độ đầu tiên Pain rất mạnh. Pain rất mạnh ở khả năng thả diều và cấu máu đối phương ở những cấp độ đầu tiên. Và rõ ràng cộng với phép bổ trợ bộc phá thì vị tướng này có khả năng băng cắt và hạ gục đối phương trước cỏ, trước cả khi anh ta có được cho mình cấp độ 4. Vì đây là một vị tướng có lượng sát thương phép tương đối dồi dào và có khả năng ám sát cực kỳ triệt để. Trong khi đó thì bên phía của Buram United vẫn chưa để lộ cho mình nguồn sát thương phép. Chưa rõ rằng vị trí đường giữa của Nunu anh ta sẽ chơi quân bài như thế nào. Nhưng trước tiên ở Fact TV đã khiến cho Nunu sẽ không thể có cho mình quân bài thận tay nhất, đó là quân bài Rat. Tôi nghĩ rằng là để cho Nunu cầm Rat là một điều rất nguy hiểm. Và thay vào đó thì anh ta sẽ chơi Điêu Thuyền. Điêu Thuyền đã có một thành công, ít nhất là trong tay Xuân Bách ở ngày thi đấu ngày hôm nay. Và đang có nhà hàng Điêu Thuyền đến từ vị trí của Nunu. Bộ đôi Điêu Thuyền và Quizic là một bộ đôi có rất nhiều những hiệu ứng khống chế và có thể đem lại lợi thế về mặt giao tranh. Khi mà Điêu Thuyền cùng với Quizic đã kiến tạo thì chắc chắn là Lavin sẽ có khả năng ghi bàn với sức bắn tuyệt vời của mình ở trong trường hợp mà Lavin có được một lượng đồ đủ đầy. Đồng ý. F1 với Roker và có hiệu ứng với Điêu Thuyền. Đây là một combo combo có khá nhiều hiệu ứng khống chế. Tôi nghĩ rằng chúng ta về cảm quan sẽ có lợi thế hơn ở mặt ám sát và khiến cho Điêu Thuyền tỏ ra khó thở. Vì chúng ta có những quân bài cơ động để bắt thẳng ở vị trí của Điêu Thuyền như Omen, như Kira, thậm chí cả Pain nữa. Tôi nghĩ rằng ba quân bài này với phía Fact TV thể counter dễ dàng vào khả năng thiếu cơ động đến từ vị tướng Điêu Thuyền trong tay của Nunu. Để chơi Điêu Thuyền tốt, bạn cần đòi hỏi một sự khéo léo cho việc sử dụng những tình huống tuyết liên của mình. Và rõ ràng là tôi đang khá ưng với cả đội hình cấm chọn bên phía của Fact TV. Chúng ta có cho mình một lượng sát thương dồi dào, chúng ta có khả năng đánh mạnh về giai đoạn đầu trận đấu và chúng ta cũng có được một nguồn sát thương đảm bảo ở giai đoạn cuối trận đấu với Cafeni. Khi mà anh ta có đủ đồ thì những cú chí mạng hoàn toàn có thể lên đến 3.000 đến 4.000 sát thương chí mạng. Và đó chỉ là về cảm quan cá nhân mà thôi, của tôi mà thôi. Về cấm chọn thì có vẻ chúng ta đã làm tốt, còn về thực chiến thì còn phải chờ xem. Chúng ta sẽ cần phải chờ xem. Thực tế tôi nghĩ rằng Pain cùng với Kira đúng là có khả năng áp sát và gây ra sự khó khăn dành cho Điêu Thuyền. Nhưng cần phải có người phá đi lớp giáp đến từ nội tại của cô nàng xinh đẹp này. Và nếu như Buck là người băng thẳng vào trực tiếp vào trước thì tôi nghĩ đó sẽ là một sự mạo hiểm. Đồng ý. Và ATA, tôi thấy rằng tôi hình dung ra là khi chặn thuyền bạch tuộc thì mưa liên thanh của Cafeni sẽ có một góc rất đẹp để có thể xấy ra góc, đúng không? Và Thiên Di cũng sẽ có một điểm tựa để có thể sử dụng chiêu cuối của mình. Nhưng ATA vận hành ở trong giai đoạn đầu, trong ván thi đấu trước tôi thấy là đang hơi khó. Đồng ý. Và không biết là ván thi đấu này người cầm nó là TA hay thì Cyrus có thể làm được tốt hơn hay không. Và tôi còn cảm nhận được rằng là P là một vị tướng pháp sư sát thủ nhưng lại không có quá nhiều khả năng cấu rỉa. Khi vị tướng này thiên về khả năng áp sát nhiều hơn thì rõ ràng là ở giai đoạn cuối trận đấu vị tướng này sẽ đóng vai trò vào sau hoặc vào trước mở tiền đề để áp sát đối phương. Và đây một cú hút khá khó chịu từ Isilidis, nhưng chúng ta đã cầu máu rất đau và đây là sự cầu máu khó chịu đến từ những tình huống tấn công của Buck trong khả năng áp sát giai đoạn đầu trận đấu. Trước cấp độ 4 thì Buck là vị tướng có khả năng ám sát và gây sát thương rất khó chịu. Buck tiếp tục băng vào vị trí của Nunu. Isilidis đã bật lên vạn vật hấp dẫn hút được ATA của TA, nhưng TA thậm chí quay ngược trở lại chơi mất tốc biến rất rồi. Rất nguy hiểm, đây tình huống thi đấu rất nguy hiểm. First One đang có mặt ở đây. First One chưa có cấp 4, nhưng thiếu chút nữa thì TA đã là nạn nhân đầu tiên phải lên bảng điểm số ở trong ván thi đấu này. Đó là đi chậm hơn một nhịp so với First One. Tôi thấy đó một tình huống di chuyển rất nguy hiểm đến từ TA. Chúng ta khá tự tin và F1 từ đâu đó đã xuất hiện khi anh ta còn chưa đạt cho mình được vòng dừng hoàn thiện là cấp độ 4 thì anh ta đã tạo áp lực. Và nếu như TA không tỉnh táo trong tình huống đó và không mất đi cái tốc biến của mình thì nhiều khả năng anh ta sẽ gặp khó khăn, thậm chí là chúng ta sẽ mất đi điểm chiến công đầu từ rất sớm. Và đó là tình huống di chuyển đầu tiên thực sự khó chịu và đầy khó đoán đến từ vị trí của F1. Khiên Di hoàn thành cho mình được vòng rừng và F1 cũng như vậy, anh ta di chuyển ra khu vực đường giữa và có vẻ như Buram Yên Tử đang muốn hướng tầm kiểm soát của mình lên hang rơi thủ vệ. Có vẻ như Buram Yên Tử đang chủ động hơn về mặt di chuyển so với cả chúng ta, trong khi đó thì Khiên Di xuống hỗ trợ cho Ara. Với việc Khiên Di đang có mặt ở đây thì chắc chắn là sẽ không thể tranh chấp rơi thủ vệ đến từ đội tuyển Pháp TV. Khiên Di đã bắt đầu sử dụng chiêu cuối của mình, đang hướng tới First One trong tình huống tấn công này. Nhưng vạn vật hấp dẫn hút được hai người tới từ Isilindil. Hay! Nhưng có đủ sát thương hay không? Có rồi, và Ara có được chiến công đầu ở trong ván thi đấu này. Và đó là một tình huống kiến tạo tuyệt vời đến từ vị trí của TA để đẩy ngược được Isilindil ra, và qua đó chúng ta lấy được cái mạng của Krizik.
Một tình huống mà Isilindit phòng thủ khá khéo với những cú hút của mình khi hút được cả ba thành viên của chúng ta. Nhưng hiện tại thì tiếng nói đến từ xạ thủ là Defoxen với Lavi chưa phải là quá lớn. Và chúng ta có được con rồng, chúng ta có được điểm hạng gục đến từ Isilindit. Hai thành viên của Buraimi đang tấn công khu vực bùa xanh của chúng ta. Zero không thể làm gì được, chúng ta mất đi bùa xanh của Khiên-Z. Đổi một con rồng lấy bùa xanh, đó là một phương án tốt dành cho Buraim, nhưng chúng ta có thêm được một điểm hạ gục nữa của Zomi. DA đang là điểm sáng trong cách vận hành về khả năng di chuyển của chúng ta, khi mà anh ta đóng vai trò rất quan trọng trong hai điểm hạ gục mà chúng ta vừa có. Và ngay sau khi hạ gục của đối phương thì chúng ta ép hẳn vào khu vực bùa xanh của đối phương cách cực kỳ tự tin. Đòi lại bùa xanh dành cho Khiên-Z nào, nhưng Defoxen cùng Isilindu đã có mặt ở đây rồi. Khiên-Z trừng trị thành công, quyết định quay trở lại đánh đến từ bên phía của Pháp TV. Chúng ta lui về được, đó là đủ thành công rồi. Tôi nghĩ rằng đó là đủ thành công rồi. Ban nãy vừa có một tình huống thuyền bạch tuộc để chặn khiến cho Nunu hơi khó khăn. Và sau đó là TA đã đóng vai trò be góc chặn đầu khiến cho Nunu không thể can thiệp vào được tình huống chúng ta ép vào bùa xanh của bên phía đối phương. Và chúng ta đã hoàn thành thành công chỉ tiêu của mình là có được con bùa xanh của đối phương. Và đây là tình huống giao tranh đã giúp chúng ta có điểm chiến công đầu của đối phương. Một tình huống tấn công với ba người của bên phía Pháp TV, và chúng ta đã có được hiệu quả rất cao. TA hay quá, TA hạ gục được Defoxen, một tình huống solo kill. Đây có lẽ là lý do vì sao mà ta được lựa chọn. Trong ván thi đấu trước thì chúng ta không thấy được sự lợi hại này, nhưng đến ván đấu này thì TA đang có một giai đoạn đầu vô cùng khởi sắc. Rất khởi sắc. TA đóng vai trò gần như là 100% trong tất cả những điểm cùng mà chúng ta có được trước Buraim United Esports. Và rõ ràng là với ATA thì chúng ta đang khiến cho người Thái tỏ ra luống cuống ở những giai đoạn đầu trận đấu. Tỷ lệ bình chọn trên ứng dụng Eurolight là 81% và chỉ 19% cho Pháp TV mà thôi. Nhưng rõ ràng tại thời điểm này, ít nhất là những phút đầu tiên của trận đấu này, thì chúng ta đang thi đấu một cách sòng phẳng đối với cả Buraim United Esports. Và Khiên-Z đang có được một vòng dừng tương đối thuận lợi. Đúng là như vậy, thuyền bạch tuộc đã được đặt ra đến từ vị trí của TA, và khoảng cách là không phù hợp để ARA có thể tiếp cận và bắn ra mưa liên thanh trong tình huống đó. TA thi đấu một cách rất tự tin. Anh ta là người có những góc đứng rất nguy hiểm nhưng đủ khéo léo để giúp cho chúng ta bắt lẻ được khá nhiều người. Và đây là Nunu. Nunu có lẽ sẽ khó chơi trong trận thi đấu này bởi anh ta chỉ là điêu thuyền mà thôi. Khi anh ta không còn tốc biến nữa, đây là chuyện khác. Được cú hút rất đẹp từ Isilindit. ARA gặp nguy hiểm và Khiên-Z cũng như vậy. Chúng ta sẽ mất đi, có thể sẽ là hai thành viên của Pháp TV. Không, TA kịp thời thoát đi được. Ở đây thì sao, Buck cùng với Zero, Buck cũng đã phải bỏ chạy, Zero cũng đã sử dụng sát vực rồi. Và mất hết đến từ Pháp TV trong một động thái tấn công bùa xanh của đối thủ. Khi mà họ tập trung đủ người và bộ đôi điêu thuyền cùng với Quizic phát huy sức mạnh của mình với một tình huống đóng băng được rất nhiều người, thì Pháp TV mất tất cả những gì mà họ đã tích lũy được trong giai đoạn ban đầu và còn nhiều hơn thế nữa. Ở đó có lẽ nó đến từ cái tố chất ngôi sao và biết tạo ra sự khác biệt đến từ các ngôi sao của Buraim United. Họ xoay chuyển tình thế rất nhanh chỉ với một tình huống phản xạ nhanh từ Nunu mà thôi. Tưởng Nunu sẽ nao núng, nhưng tình huống hút cộng với tình huống đóng băng quá đẹp đến từ vị trí của Nunu và Isilindit, nó khiến cho những gì mà chúng ta gia tăng được lợi thế tỏ ra vô hại. TA bị sốc sát thương quá nhanh, bị đóng băng và chúng ta mất đi cái mạng của TA. Những gì chúng ta tạo ra được trước Buraim United bây giờ đang bị san phẳng bởi người Thái, và thực sự rất khó khăn cho chúng ta. Thậm chí là chúng ta còn thua thiệt ngược trở lại rồi. Zero mất đi tốc biến trong một tình huống mà Buraim United có đông người ở gần hang rơi thủ vệ. Tình huống set up tấn công vào bùa xanh của đối thủ trong một trạng thái không có quá nhiều người, đó là một sự mạo hiểm, và sự mạo hiểm đó đã phải trả một cái giá rất đắt. Hiện tại thì Buck vẫn đang còn nguyên vẹn, anh ta chưa phải nằm xuống điểm cùng nào cả, và anh ta đang có 2.800 tiền. Một tình huống farm khá tốt đến vị trí của Buck, anh ta vẫn đang giữ vị trí khá tốt. Tôi hy vọng vào những tình huống ám sát người đúng thời điểm và đúng khoảng cách đến từ vị trí của Buck. Khiên-Z, ARA đang gặp nguy hiểm, ARA bốc hơi quá nhanh và chúng ta mất đi sát thương chủ lực. TA bị cô lập, anh ta phải kích hoạt cho mình thuyền bạch tuộc và anh ta bị bắn quá đau bởi Defoxen. Các thành viên của Buraim từ không cần đến thế lính và họ vẫn có thể hạ gục TA. Và chúng ta mất đi hai người, đó là xạ thủ và trợ thủ của Pháp TV. Chúng ta sẽ mất thêm cả trụ khu vực đường trên này. Rất mọi khó. Thứ tan vỡ một cách quá nhanh đối với Pháp TV. Bước di chuyển liên tiếp của bên phía Buraim United và họ tấn công lợi hại hơn rất nhiều. Đồng ý. Họ xoay chuyển và đánh một cách rất bình tĩnh, không hổ danh là đội tuyển có toàn dàn sao. Dù trong bất cứ một thế nào thì họ cũng nhanh chóng lấy được phong độ của mình. Và đây có lẽ là tình huống giao tranh mà chúng ta đã phải trả giá, khi mà Nunu cùng với Isilindit phản xạ quá nhanh, một tình huống mà chúng ta bị cô lập hoàn toàn. Đó là 4 đánh 3. Và vừa rồi thì Nunu lại còn có thêm được một điểm hạ gục nữa của Zero. Đây là một thế rất khó khăn rồi. Lượng tiền chưa phải chênh lệch quá nhiều, chúng ta vẫn có thể đánh được, nên bình tĩnh lại đến các thành viên của Pháp TV. Chúng ta không nên tập trung vào việc có lợi thế sau đó liên tục ép vào bên phía rừng của đối phương nữa. Bây giờ là lúc cần phải thay đổi lối đánh. Khiên-Z chúng phải cú đạn thần quang
đến từ Defoxen và anh ta phải lui trở ra. Tại thời điểm này thì chúng ta mất đi hai trụ dàn ngoài, trong khi đó thì đối phương cũng mất đi trụ đường trên và trụ đường dưới, chỉ còn một ít máu nữa thôi. Đây là một thế vẫn có thể đánh được đến từ Pháp TV, nên giữ cho mình một cái đầu thật bình tĩnh tại thời điểm này. Chúng ta vẫn có tiền đề tốt, chúng ta còn Caffeine trong tay của Ara, mặc dù Ara phải nằm xuống đến 3 lần và lượng tiền đến từ Ara tại thời điểm này là không quá hoàn hảo với Caffeine. Thêm một cú hút nữa và đây là sự lợi hại đến từ Quizic và Điêu Thuyền. Năm thành viên của Guram United, và ngay lập tức thì Thiên Di cùng Ara bốc hơi. Sau đó thì sao nữa khi mà Buck cũng đang thấp máu rồi và Buck lần đầu tiên phải lên bảng đếm số ở trong trận thi đấu này. Khá kinh dị đến tiếng cú hút và đóng băng của Isidis cũng như là Nunu. Ara thêm một lần nữa đứng im ở trong chiều cuối đến thứ hai đối phương, và sau đó thì phải điểm số. Đây còn tà thần xê ra quá dễ dàng dành cho bên phía của Guram United. Chúng ta chỉ có một cái chuyển sinh mà thôi, và chúng ta không thể ấn điện chuyển sinh quá nhiều. Ara là người duy nhất cầm chuyển sinh bên phía của Pháp TV. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là cũng không quá thuận lợi dành cho Pháp TV trong những tình huống mà đối phương chủ động muốn ép giao tranh. Chúng ta không thể nào quay lại giao tranh ngay tức khắc một cách nhanh chóng như những trận thi đấu trước được. Đối phương có đến 3 cái chuyển sinh, và đối phương hiện tại đang có một KD rất xanh xao. F1 thoáng chốc quay trở ra, anh ta đã có KD 504 rồi. Anh ta đang húc thẳng ở vị trí của TA và mất thêm cái mạng của TA nữa. Khiên Di đến như đã không thể làm gì được nhiều hơn. Có thể sẽ phải bỏ lại cho mình cái trụ khu vực đường giữa này. Chúng ta đã mất đi quá nhiều thứ. Ara xong rồi. Ara dính đạn thần quang, và thêm một lần nữa Ara chết đứng giữa những tình huống tấn công của Buram United và siêu việt dành cho Zombie. Lúc nãy thì Voi có bảo rằng là anh ấy chúc cho Pháp TV sẽ trụ lại được đến phút thứ 10. Nhưng ở thời điểm này mới chỉ là phút thi đấu thứ 9 mà thôi. Một đường lính siêu cấp, và còn có thể là kết thúc luôn cả ván thi đấu này khi mà Buram United vẫn đang rất đông và nguy hiểm ngay trên phần sân của bên phía Pháp TV. Quá khó, Zero đang cố gắng còn nước còn tát trận đấu này, cùng với đó là TA nữa. Buck là phê đề bài điểm số. 24 giây đây em ta ra, Ara đã kịp thời ra. Đối phương sẽ chưa thể có được trận thi đấu này, nhưng chúng ta thì đã mất cho mình một đường siêu cấp. Bây giờ là phút thứ 9, có thể trụ được đến phút thứ 10 rồi anh Dũng ạ. Bây giờ là đó là thành công rồi. Tôi nghĩ là sau pha thi đấu vừa rồi là qua được phút thứ 10, qua được phút thứ 10. Qua được cơn bị cực tại thời điểm này đã là một thành công rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi cho Ara lấy được điểm rơi phong độ của mình và có những tình huống tích được cho mình đủ đồ để chơi mà thôi. Nhưng Ara liên tục hưởng thụ những tình huống đạn thần quang đến từ Defoxen, và anh ta như một cục nam châm hút tất cả những tình huống đạn thần quang của đối phương. Vậy chúng ta mà ép giao tranh, và đối phương ép giao tranh nhưng chúng ta không có sát thương. Trong khi đó thì khi mà Buram United đến đông người, họ ngay lập tức hủy diệt những thành viên bên phía của Pháp TV một cách tương đối dễ dàng. Bấc hạ được một người, ngay sau đó thì người đó bấm chuyển sinh. Trong khi đó thì các thành viên còn lại lần lượt nằm xuống trước sát thương đến từ bên phía của Buram United. Ara, một mình Ara có lẽ là không đủ sức để có thể chống cự được cơn bão này. 13 giây nữa thì người gần nhất mới ra, 10 giây nữa đó là TA và 10 giây nữa đó là Zero. Mọi thứ đã chấm dứt rồi, chúng ta có thể đã có kết quả của trận thi đấu này khi mà đó sẽ là 1-0 cho Buram United. Một màn thể hiện mà tôi nghĩ rằng Ara gần như không có đất diễn. Đối phương đã bắt hoàn toàn vào điểm mạnh nhất của Pháp TV, đó là đánh xoay quanh Ara. Và Ara trận thi đấu này nằm xuống phải đâu đó ít nhất là trên 4 điểm hạ gục, và chúng ta đã có được kết quả. Buram United Esports dễ dàng giành chiến thắng, chúng ta đã có thể gây bất ngờ. Pháp TV đã gây được những bất ngờ nhất định trước Buram ở những khoảng thời gian đầu, đó là những bước di chuyển tốt đến từ vị trí của TA với Ata. Nhưng chỉ với một tình huống tấn công vào hang mùa xanh mà chúng ta mất đi bình tĩnh và để cho đối phương lật kèo nhanh chóng, thì chỉ một tình huống giao tranh thành công như thế thôi, đối phương lấy được quá nhiều thứ. Và điều đó cho thấy rằng chúng ta chỉ cần sai lầm một tình huống thôi, một pha xử lý thôi, thì đối phương họ sẽ khiến cho chúng ta phải trả giá rất đắt. Và đây là cái giá mà Pháp TV phải nhận. Đúng là như vậy, một cái giá rất đắt. Chỉ sau một sai lầm duy nhất bị tận dụng thì Buram United đã snowball cho đến hết ván đấu luôn. Pháp TV không thể chống cự nổi trước sức mạnh đến từ nhà đương kim vô địch của APL. Thật sự khủng khiếp với thế snowball mà Buram United Esports tạo ra ở trong ván thi đấu đầu tiên vừa rồi. Cả hai đội tuyển đều đã có những sự thay đổi người. Sự thay đổi người của bên phía Buram United vẫn thể hiện được sức mạnh, còn với Pháp TV thì họ đã chẳng thể làm được gì. Quá khó. MVP của trận thi đấu này đó là F1. Như mọi khi thì First One vẫn là một con quái vật. KDA là 708, lượng vàng là 8013 và điểm MVP Boy là 12.9. Anh ta vẫn là một trong những người chơi đi rừng có thể nói là khủng khiếp bậc nhất tại Thái Lan. Gieo rắc nỗi kinh hoàng của mình với con bài Roker trong ván thi đấu này và khiến cho chúng ta chỉ có biết cách chết đứng. Nhưng ngoài trừ cái MVP và danh hiệu cá nhân dành cho F1 trận thi đấu này ra, thì tôi muốn đề cao tới khả năng kết hợp tuyệt vời giữa Quicknack và Điêu Thuyền của Nunu và Isilindit.
họ có những tình huống make play tuyệt vời, và chỉ với một vài những tiểu tiết nhỏ như vậy thôi, họ quay trở lại rất nhanh và chúng ta đã có kết quả điểm hạ gục là gấp 5 trong trận thi đấu này. Và Phát TV đã vượt qua được cột mốc 10 phút, nhưng sức chống cự cũng là rất yếu ớt. Và tôi chỉ thấy hơi thắc mắc là tại sao chúng ta lại không có quá nhiều chuyển sinh cho một cái meta yêu cầu chuyển sinh phải nhiều đến như vậy. Người cầm chuyển sinh duy nhất đó là Ara. Tôi nghĩ rằng là ván thi đấu này dù Phát TV có cầm cả 5 cái chuyển sinh thì đến giai đoạn sau cũng vậy mà thôi, cứ bấm chuyển sinh ra rồi lại bị hạ lần lượt từng người một mà thôi. Khi đã vào thế đó rồi thì quả thật là thật sự rất khó đánh. Đội hình của Pháp TV là một đội hình tôi cảm thấy nó hơi bị hổ lốn, nó không có một mục đích rõ ràng. Khi mà lựa chọn Gira thì cần phải có những vị tướng làm tiền đề để cho Gira khỏe trong giai đoạn ban đầu. Rõ ràng là Pain cùng với Ata nó cũng không hẳn là những vị tướng như vậy, hoặc là nếu như chơi nuôi Cafeni thì cần phải có những vị tướng có khả năng bảo kê được cho Cafeni. Nên đây nó cứ mỗi bên nửa một tí, thế thành ra cũng chẳng ra cái gì, và cuối cùng là thất bại thôi. Nói chung là 5 vị tướng này khiến cho chúng ta khó hình dung một combo combo trong giao tranh tổng để từ Phát TV sẽ là như thế nào, đúng không? Và rõ ràng đó là một trận thi đấu mà chúng ta đã làm được một chút bất ngờ nho nhỏ dành tặng cho bên phía của Bura United, nhưng cái bất ngờ đó cũng không diễn ra được quá lâu. Mà bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi đến những highlight của trận thi đấu này trước khi đến với ván thi đấu tiếp theo giữa Pháp TV và Bura United Esports. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với ván thi đấu thứ hai trong khuôn khổ trận thi đấu cuối cùng, ngày thi đấu đầu tiên của bảng B APL 2020. Giải đấu sẽ được livestream chính thức trên platform Nonolive và khu vực Việt Nam hân hạnh được tài trợ bởi ứng dụng Nonolive. Chúng ta vừa trải qua một cơn bão rất lớn đến từ Bura United Esports khi mà họ hiên ngang hạ gục chúng ta với tỷ số là 1-0, và qua đó thì Pháp TV đã thua đến ván thi đấu thứ 3 trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Họ đang đứng rất nguy cơ rất cao là không thể có được một điểm số nào trong ngày ra quân tại APL 2020, khi mà đối thủ của chúng ta, của Pháp TV là quá sừng sỏ, đó là Bura United Esports, đội tuyển hàng đầu của APL. Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ có một đội hình phù hợp với meta hơn, một đội hình có sự gắn kết và khá quen thuộc, chắc chắn, hiệu quả, không hoa mỹ, để ít ra có thể làm khó được Bura United Esports này, và qua đó lấy những tư liệu để có thể nghiên cứu thêm về lối chơi của đội tuyển này, thay vì những sự thử nghiệm hay những quân bài dị đang chưa thể phát huy được hiệu quả dành cho Pháp TV. Người Thái đang có 2 ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn vòng bảng giải đấu APL rất tốt, khi mà cả 4 đại diện của khu vực này thì đều có 2 trận đấu đầu tiên suôn sẻ. Tất cả bọn họ đều có được những chiến thắng dành cho riêng mình. Và nếu như Talon Esports, Pop Bacon Time và
đội tuyển Baza Gaming cùng có được 4 điểm sau 2 trận đấu thì Buriram United đang đứng trước cơ hội có được 6 điểm trọn vẹn sau 2 chiến thắng liên tiếp. Thực tế thì Buriram United cũng đang có một lịch thi đấu đầu tiên nếu xét ra trên lý thuyết thì là tương đối dễ dàng, khi mà Pháp TV và đội tuyển Team Evo là hai đội tuyển có lẽ là bị đánh giá thấp nhất ở bảng B tử thần này. Đồng ý. Và họ đã phải gặp hai đội tuyển đánh giá thấp này ngay trong ngày thi đấu đầu tiên và đang đứng trước nguy cơ rất cao là có thể sẽ có được cho mình 6 điểm trọn vẹn, qua đó tạm thời vươn lên đứng đầu tại bảng B, đúng không? Một ngày thi đấu như mơ và khởi đầu tuyệt vời đến từ các đại diện của Thái Lan sau 2 ngày thi đấu mở màn của APL 2020. Trong khi đó thì Lord Ken đang có những chỉ đạo, những lời khuyên. Đây là lúc mà các thành viên Fat TV không thể giữ được cho mình vẻ mặt tươi tỉnh như những gì diễn ra trước đó 20 phút được. 25 phút trước đó thì đó là một cái nét mặt tương đối tươi tỉnh, nhưng lần này họ buộc phải thi đấu một cách chắc chắn hơn, cần phải thi đấu một cách nghiêm túc hơn và cần phải cống hiến ít ra là có thể làm khó được trước Buriram United Esports, chứ không phải là một lối đánh nhanh chóng tan vỡ như thế này. Còn đối với cả Buriram United Esports thì có vẻ như họ cũng đang rất bình thường mà thôi, bởi họ đang đứng trên tư cách là một đội tuyển có được vị thế hơn so với cả bên phía Fat TV. Và đây là một tình huống ngoài mũi khá nhẹ, làm cho tôi hơi mất điểm một chút đối với Foxen, tại vì anh ta, đúng rồi, anh ta đang kiểu vẻ ngoài khá là thư sinh, nhưng ngay lúc góc cam quay vào lúc ấy anh ta đang ngoài mũi. Còn đây là Nunu. Nunu tại AIC 2019 thì đã được nổi lên là một tuyển thủ có tiềm năng, nhưng sau một quãng thời gian thi đấu đến thời điểm này thì có lẽ Nunu cũng đã có thể coi là một ngôi sao rồi. Pháp TV sau 3 ván thua liên tiếp của họ tại APL 2020, đúng, họ không còn giữ cho mình được một nét mặt thoải mái và tươi cười nữa, cũng đã bắt đầu có những căng rồi. Lời qua tiếng lại, rõ ràng là ok, có thể thua cũng được vì dù sao họ cũng bị đánh giá thấp hơn, nhưng cách thua thì đúng là đang hơi thiếu thuyết phục đến từ Pháp TV trong ngày thi đấu hôm nay. Đồng ý. Ngày hôm nay thì là một ngày thi đấu mà tôi vẫn chưa thấy được một Pháp TV mạnh mẽ ngày nào ở vòng bảng của Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 cả. Đó là một Pháp TV mạnh mẽ, một Pháp TV có những bài đánh chắc chắn và thậm chí có thể gây được bất ngờ trước những đội tuyển hàng đầu như Team Flash. Nhưng ngày hôm nay tôi chưa thấy điều đó, và ngày hôm nay là một Pháp TV tương đối non trẻ về mặt kinh nghiệm và đang gặp rất nhiều khó khăn. Đồng ý rằng là họ phải gặp một bản thi đấu quá khó, đó là Team Flash và Buriram United Esports. Nhưng những đội tuyển còn lại cũng rất khó, đó là Baza, đó là One Team, và họ không thể nào viện vào cái cớ như thế để mà chúng ta cho rằng là Pháp TV sẽ gặp khó khăn được, đúng không? Nếu như họ có thua thì họ cũng phải thua một cách đầy thuyết phục và cho thấy rằng chúng ta là một đội tuyển, là một khu vực có sức bật, và Pháp TV cần phải chứng tỏ điều đó cho ván thi đấu thứ hai này. Đúng là như vậy, thực tế là tại đấu trường danh vọng, Pháp TV cũng là một đội tuyển cũng có sức bật, cũng có những nét trẻ trung, cũng có những nét đáng chú ý. Nhưng ngày hôm nay thì những nét ấy lại chưa được thể hiện. Không hiểu sao Ara lại đang có một phong độ thấp đến như vậy tại giải đấu ABO 2020 lần này. Dẫu gì thì Ara cũng là một trong số những ngôi sao của khu vực Việt Nam, cũng là một trong số những người chơi hàng đầu của khu vực. Nhưng ngày hôm nay thì Ara đang có phong độ thấp quá thấp trong cả 3 ván thi đấu đã qua. Ara không thể hiện được bất kỳ một điều gì cả. Đồng ý. Lavin, Caffeine hay Hayate thì ngày hôm nay đó là một màn trình diễn không thuyết phục đến từ Ara. Ara mà chúng ta biết là một Ara dù cho đội tuyển có rơi đến khó khăn đến mức nào thì anh ta vẫn luôn biết cách để tạo nên lợi thế. Thứ nhất là về mặt kinh tế cho cá nhân của anh ta đã, và cái thứ hai là anh ta sẽ tạo ra những tình huống highlight, dẫu cho đội tuyển mình có thua thì anh ta cũng phải có được cho mình một vài điểm hạ gục, cũng như là chứng tỏ được kỹ năng cá nhân của mình. Nhưng ngày hôm nay tôi không thấy điều đó, và ngày hôm nay đó là một sự có vẻ như là hơi mất tập trung đến từ người chơi xạ thủ của bên phía Pháp TV. Một Pháp TV mạnh mẽ tại giai đoạn vòng bảng của Viettel đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 ngày hôm nay chưa thể nào tái hiện lại được. Và tôi mong rằng trong bản thi đấu thứ hai này chúng ta ít ra cũng có thể tạo được những sự khó khăn, hay chúng ta sẽ có một trận đấu thật sự thòng phẳng với cả Buriram United. Chúng ta cùng nhau bước vào ván thi đấu thứ hai giữa Buriram United và Pháp TV. Đối thủ sẽ là những người được cấm chọn trước trong trận thi đấu này. Buriram United ở bên phía đội xanh và Pháp TV ở bên phía đội đỏ. Không sao cả, khi mà như đã nói trong ngày hôm qua thì tôi đang cảm nhận là ở bên phía đội đỏ thậm chí còn đang có nhiều lợi thế hơn về mặt cấm chọn ở trong những kèo đấu BO2 không cấm chọn quốc tế này. Zip vẫn là quân bài đầu tiên mà Pháp TV lựa chọn cấm đi, còn Buriram United họ vẫn quyết định là sẽ cấm Elandor. Thực tế nếu như Elandor có được lựa chọn trong đội hình của Pháp TV thì nhiều khả năng người cầm vị tướng này sẽ là Ara. Theo tôi là như vậy, tại vì tôi cũng không thấy Kenji chơi nhiều vị tướng Elandor này. Trong đội hình của Pháp TV thì có lẽ là Ara chơi vị tướng Elandor này
thành thục nhất. Đồng ý, anh ta đã từng có một tình huống hack não trong trận thi đấu với cả Team Flat đúng không? Một tình huống đẩy trụ ở khu vực đường rồng khá ấn tượng khi anh ta còn thi đấu tại vòng bảng của đấu trường danh vọng. Và A, Elandor là lượt cấm đến từ bên phía của Buram United Esports. Trong khi đó thì chúng ta phải cấm đi Kira cũng như là Zip. Kira là sự lựa chọn mà Kenji đã sử dụng ở ván thi đấu đầu tiên. Những tình huống giao tranh đầu tiên thì chúng ta thi đấu cách tương đối mượt mà, với đầu tàu là những bước di chuyển tinh tế của TA. Nhưng chúng ta bị khai thác và bị trừng phạt sai lầm quá kinh khủng khi đối phương chỉ cần tận dụng đúng một sai lầm của chúng ta mà thôi. Và ngay sau đó thì tất cả các thành viên của Fat TV phải neo mình ra để có thể chống chịu những đợt tấn công liên hoàn đến bên phía của Buram United Esports. Đang có phân vân giữa Astrid và Richter, nhưng tôi nghĩ là sẽ có Richter cho Zombie trong ván thi đấu này. Tại thời điểm mà hiện tại Richter trong tay của Zombie ở ván thi đấu trước đó cũng không cần phải thi đấu quá nổi bật, anh ta chỉ cần hoàn thiện hoàn tròn vai khu vực đường tà thần Seiza mà thôi. Bởi Nunu, Isilindit hay thậm chí cả những tình huống ám sát đến từ F1 đã là quá đủ để Buram United có thể có được ván thi đấu chiến thắng dẫn trước so với cả Pháp TV. Và sự lựa chọn đầu tiên đến từ Buram United vẫn đang là khá cân nhắc, vẫn chưa thấy khóa lại hoàn toàn vì tướng Richter đến từ đội tuyển này. Vẫn đang cuối cùng thì Richter cũng đã là sự lựa chọn mà Buram United đưa ra. Còn với Pháp TV, Lavin thêm một lần nữa sẽ được lựa chọn nằm trong tay của Ara, và thêm một quân bài nữa để đi cùng Richter. Lavi đang được nhá hàng và kế đến lại là Ata. Lại là Ata tay TA. Có vẻ như ngày hôm nay thì Ata xuất hiện khá nhiều bên phía Pháp TV. Trong số tổng cộng 4 ván đấu thì đã có 3 trên 4 ván đấu Ata được sử dụng. Trước đó là Cyrus và hai lần tiếp theo đó là TA. Không biết là Pháp TV đang đương đầu với điều gì khi họ tiếp tục sử dụng Ata ở vị trí hỗ trợ. Ở trong ván thi đấu vừa qua thì Ata có hiệu quả trong giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn sau thì Ata lại trở nên quá yếu ớt. Tôi đang rất lo lắng cho Pháp TV khi mà đối phương có được cho mình Florentino và Seniel, một bộ cặp bài trùm rất mạnh cho meta hiện tại, cộng với việc meta hiện tại là một meta chuyển sinh và Seniel có rất nhiều lợi thế trong meta này. Florentino và Seniel đã được thấy rất nhiều bởi Hồng Kông Attitude hay thậm chí là cả Pop Bacon Time rồi. Đây sẽ là một đội hình đánh hai đấu sĩ của bên phía Buram United Esports trong trận thi đấu này. Và tôi nghĩ rằng nhiều khả năng F1 sẽ chơi cho mình một vị tướng xạ thủ đi rừng, có thể sẽ là Lindit để đánh theo hướng kiểm soát như cách mà anh ta đã thi đấu ở đối với cả team Elvo, hoặc là một quân bài xạ thủ khác như Fnatic. Fnatic và Lindit là hai quân bài mà tôi nghĩ rằng là có thể nằm trong tay của F1 trong ván thi đấu này. Và rõ ràng đối phương đang có được cho mình một bài đánh quá khó đánh với chúng ta, một bài đánh mà chúng ta sẽ phải rất đau đầu để có thể hóa giải được. Trong khi đó, Pháp TV đang nhá hàng và đó là Omen. Và chúng ta đã sắp sửa hoàn thành xong giai đoạn cấm chọn đầu tiên của mình, có Omen dành cho Pháp TV. Tiếp tục là Omen, tiếp tục là Omen đến từ Pháp TV. Ata rất lạ. Tôi chưa hiểu ý đồ của Pháp TV khi liên tiếp lựa chọn vị tướng Ata này. Và luôn luôn lựa chọn từ khá sớm. Ata chắc chắn là vị tướng mà chả ai cấm đi bao giờ cả. Đồng ý, và cũng chưa bao giờ là sự lựa chọn ưu tiên trong một trận thi đấu không có Global Ban Pick đúng không? Đúng là như vậy, nhưng Pháp TV vẫn đang rất trung thủy với vị tướng Ata này. Đồng ý, chúng ta có ba Doom, chúng ta có những vị tướng hỗ trợ khác như Annette, rất nhiều những vị tướng phổ biến, nhưng Pháp TV không quan tâm tới, mà thay vào đó họ tiếp tục trung thành với sự lựa chọn của mình, đó là Ata. Họ trung thành với chiến thuật mà mình đã đặt ra. Và đến lúc này chúng ta cũng chỉ biết cách là trông chờ và cổ vũ vào đội tuyển của Pháp TV mà thôi. Và chúng ta đã tiếp tục cấm đi đó Lindit. Có thể nói là chúng ta nhìn thấy cái cách mà Buram United Esports sẽ lựa chọn, và Pháp TV cũng nhìn thấy được bài đánh đó. Họ chủ động cấm vào một vị tướng xạ thủ, đó là Lindit. Khi mà đối phương đã có cho mình một cặp đấu sĩ hai đường thì rõ ràng là một vị tướng xạ thủ vị trí đi rừng sẽ là lý tưởng cho M1, và chúng ta phải cấm đi Lindit. Lindit đã bị cấm đi. Tiếp theo có thể sẽ là thêm một vị tướng xạ thủ đi rừng nữa. Không, như vậy là cấm Zil. Wow, Zil cũng là một lượt cấm mà tôi nghĩ là hợp lý tại thời điểm này. Darcy bị cấm lại bên phía của Pháp TV. Darcy cũng được. Darcy hoàn toàn có thể thay thế vai trò của một vị tướng xạ thủ với khả năng cấu trụ và lấy những mục tiêu lớn rất tốt của vị tướng này. Cấm thế này thì cũng không triệt để, không triệt để, đối phương sẽ vẫn có Fnatic đúng không? Vẫn còn đủ, nếu như đối phương muốn chơi bài như vậy thì vẫn còn rất thoải mái để có được sự lựa chọn. Thậm chí là Buram United hoàn toàn có thể lại tiếp tục mang Violet ra đường giữa dành cho Nunu như cái cách mà họ đã làm. Đồng ý.
và có một vị tướng đi rừng mang sát thương phép thuật khác dành cho First One. Chúng ta phải lấy Phoenix. Chúng ta phải lấy Phoenix anh Dũng ạ. Chúng ta lấy Phoenix. Chúng ta phải lấy Phoenix, và việc lấy Phoenix là nó sẽ tối ưu được lượt cấm đến từ bên phía của Fat TV. Chúng ta không đã cấm Lilith, chúng ta đã cấm Darcy. Và nếu như muốn ngăn chặn triệt để lối đánh kiểm soát với xạ thủ làm chủ lực ở vị trí đi rừng, chúng ta buộc phải lấy Phoenix. Và Fat TV sẽ thi đấu với hai xạ thủ trong trận thi đấu này, với sự bảo kê đến từ Ata, với sự bảo kê đến từ Omen. Anh Dũng thấy sao về cái đội hình này? Tôi đang cảm thấy khá mông lung. Tôi cũng không hiểu là ví dụ khi mà Richter cùng với Florentino cả hai dí vào vị trí của Lavin hoặc là Phoenix thì Ata lấy gì ra bảo vệ cho những người đồng đội của mình. Fat TV thì vẫn đang đánh giá rất cao vị tướng Ata này. Còn hai sự lựa chọn cuối cùng của Buriram United, Celica đi rừng. Celica đi rừng là sự lựa chọn mà người Thái chơi rồi. Rất và ở ván F1 thi đấu này, khi mà Lindis bị cấm đi, khi Phoenix bị cướp mất thì họ lấy Celica ra đi rừng. Và tôi nghĩ rằng họ có quyền làm đó. Thứ nhất, họ đang có một cái tâm lý rất tốt, tâm lý thi đấu rất tốt, và họ cũng đang được đánh giá tốt hơn so với cả Fat TV. Họ cũng thừa đã đánh giá được cảm quan về sức mạnh của Fat TV sau ván thi đấu đầu tiên rồi. Đó lý do vì sao mà Buriram United họ tự tin được như thế. Celica đi rừng trong tay của F1 cho trận thi đấu này, cùng với đó là Ignis của Nunu ở khu vực đường giữa, và chúng ta sẽ vẫn có Pen trong trận thi đấu này. Thay mỗi Cafeni bằng Lavin và Kira bằng Phoenix. Phoenix mà thôi. Họ rất trung thành với chiến thuật mình đã đề ra. Với Pen thêm một lần nữa khu vực đường giữa, Pen khu vực đường giữa ra đi đường lần này thì có lẽ Pen sẽ không thể nào có được ưu thế, bởi Ignis là một vị tướng cũng rất mạnh ở những cấp độ đầu tiên ở giai đoạn đi đường và khả năng thả diều của mình. Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với cả Fat TV. Họ đang có một chiến thuật rất khó đánh, rất khó đánh. Buriram United với Celica dành cho F1 ở vị trí đi rừng, và rất mong là Fat TV có thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển số 1 của khu vực APL trong trận thi đấu rất quan trọng này, một trận đấu rất khó nhằn đối với Fat TV. Chúng ta sẽ tiếp tục hy vọng, đặt kỳ vọng thêm một lần nữa vào Kenji và những người đồng đội. Trong ván thi đấu này thì vị tướng Phoenix cũng là một vị tướng mà trong mùa giải vừa qua Kenji cũng từng chơi khá thành công trong nhiều trận đấu rồi, và nó không phải là một vị tướng như Kira. Trong ván thi đấu này thì chúng ta có quyền kỳ vọng vào Kenji nhiều hơn một chút. Hãy thật bình tĩnh, Fat TV hãy thật bình tĩnh. Cơ hội để chúng ta có được cho mình một điểm trước Buriram United Esports vẫn còn. Dẫu trang cơ hội có là rất nhỏ khi mà đối phương đang bắt đầu vào cuồng và họ thi đấu một cách quá triệt để và chắc chắn. Hãy cùng chờ đợi xem liệu chúng ta sẽ làm gì trước dàn sao hảo hạng bên phía của Buriram United Esports trong trận thi đấu này. Với tiếp tục một lần nữa là Pain, với tiếp tục một lần nữa là Ata trong tay của TA. Và TA cũng đã có những bước di chuyển đầu tiên ra khu vực đường giữa. Cả 4 thành viên của Fat TV đã có mặt đây để kiểm soát khu vực đường giữa. 3 người, tiếp tục lại là lối di chuyển 3 người như thế này của Fat TV. Nhưng lần này thì họ hướng lên đường trên. Buck bị thả diều liên tục đến từ vị trí của Nunu. Buck có thể có lượng sát thương mạnh khi đạt cấp độ 1-2 với Pain, nhưng đó là khi anh ta chưa đủ chiến thức với điều thuyền. Còn với Ignis ở những cấp độ đầu tiên, Nunu không hề ngao ngán Pain một chút nào cả. Và anh ta đã khiến cho Buck phải về nhà hồi máu ngay trước khi phút thứ nhất kết thúc. Và đó là một tình huống rào trước cực kỳ khó chịu đến từ Ignis trong tay của Nunu. Khu vực đường trên thì sao? Nunu cũng có tập hợp rất nhanh lên đây, và thậm chí là cả Zomi nữa. Một tình huống tấn công khá bất ngờ, và chúng ta cũng tương đối tỉnh táo. Ara kịp thời lui về và chúng ta sẽ không có nguy hiểm nào cả. Zomi chạy một vòng trái đất từ phía dưới lên để rất chịu khó ám sát vào vị trí và gây ra sự khó chịu đối với Ara và TA. Nào, tỷ lệ tham gia sự kiện dự đoán trên ứng dụng Nono Online 68% cho Buriram United Esports và 32% cho Fat TV. Fat TV chỉ có 32% sự tin tưởng đến từ các bạn khán giả mà thôi. Và tại thời điểm này thì có vẻ như tỷ lệ dự đoán đang là đúng. Chúng ta đang gặp khó khăn và TA đang phải dính một tình huống tấn công và giữ chân đến từ Isilindic. Anh ta mất đi nửa máu của mình, một tình huống di chuyển cũng rất nguy hiểm. Những tình huống tấn công đến từ Buriram United Esports khiến cá nhân tôi cảm thấy khá thót tim. Đúng là như vậy, rất nguy hiểm. Kenji cũng đã bị phát hiện vị trí rồi, nhưng Fat TV mới là những người chủ động hơn khi họ có đông người. Chiến công đầu thuộc về Kenji, người bị hạ gục chính là First One. Hay quá, đó là một tình huống mà Buck cũng đã được thả sát thương rất nhiều từ tuyến sau khi ta áp sát vào được kịp thời First One, và sau đó là cả Kenji của chúng ta nữa. Một tình huống phản giao tranh khá tốt được các thành viên của bên phía Fat TV. Chúng ta có được điểm chiến công đầu như ván đấu trước, nhưng đây những tình huống thả diều rất tự tin đến từ Nunu. Anh ta không hề nao núng, Buck đã phải xuất hiện tại đây.
liệu chúng ta có biết Isilis trong đó không? Rất nguy hiểm, một tình huống mà nếu như Isilis giữ chân đúng nu thì đôi khi Pain trong tay của Buck sẽ gặp nguy hiểm. Và chúng ta hãy cùng nhau xem lại tình huống giao tranh mà Pain trong tay của Buck đã có được rất nhiều đất diễn để có thể áp sát vị trí của F1. Đúng là như vậy, Zero cũng là một nhân tố đáng khen khi di chuyển trước và cũng đã giấu được sai trong tình huống tấn công vừa rồi để cho đối thủ không biết rằng là chúng ta có tới tận 5 người ở đó. Và qua đó thì đã giúp cho FATV một lần nữa, họ là đội tuyển có được điểm chiến công đầu. Đi Fox Ten xuống khu vực tường dưới, cả hai cặp cánh đấu sĩ bên phía Guram United Esports rất chịu khó di chuyển và đảo đường. TA và ARA cũng đã có mặt ở đây rồi để có thể ngăn cản được khả năng đẩy đến từ vị trí của Frontino trong tay Đi Fox Ten. Nunu cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Buck và bắt dùng dây hồn truy để thể lùi về, nhưng anh ta bị bắt được bóng ngay trước tình huống vùng diệt quỷ của Zomi. Buck vẫn lùi về được, một tình huống di chuyển cũng rất nguy hiểm. Mỗi lần mà Buck băng vào diệt hồn truy tôi đều khá lo lắng, bởi nếu như anh ta băng vào và không có được lợi thế về mặt gây sát thương thì anh ta có thể sẽ phải đổi mạng, thậm chí là phải bỏ mạng lại trong giao tranh. Đi Fox Ten 1-2 khá tự tin, nhưng Buck tiến thêm thì chúng ta có tới 3 người. Đi Fox Ten kịp bấm quả cầu băng xương để đáp được sứ mệnh cứu thế xuống, và qua đó thì Buriam United bắt đầu lại quay ngược trở lại phản công. Buck lùi được. Đó là một tình huống mà sứ mệnh cứu thế cộng với quả cầu băng xương đã cứu được cái mạng của anh ta. Ara đã có một tình huống đạn thần quang khá chuẩn xác và chúng ta suýt nữa đã khiến cho một thành viên của Buriam United Esports phải lên bảng điểm số. Ara vẫn đang thi đấu một cách ổn định cho ván thi đấu này. Buck đã đến để bọc lót, cùng với đó là cả Kenji nữa. Chúng ta giải tỏa được áp lực khu vực đường dưới. Bước đi bắt đầu có phần chắc chắn hơn đến từ Pháp TV. Đã bắt đầu có phần chắc chắn hơn và Pháp TV cũng đang dẫn trước khoảng 1.000 tiền so với đối thủ của mình. Hy vọng là sẽ không có thêm một sai lầm nào như trong ván thi đấu trước đồng ý đó xảy ra nữa. Đánh một cách cẩn thận và chắc chắn sẽ là điều mà Pháp TV cố gắng cho ván thi đấu này. Buck vẫn đang thi đấu khá tốt với quân bài Pain. Ván thi đấu trước đó thì tôi cũng thấy Buck làm tròn vai với quân bài Pain. Anh ta thi đấu một cách rất ổn định với quân bài Pain. Những tình huống băng vào đến từ Pain, dù anh ta thi đấu ổn định hay không thì tôi vẫn khá lo lắng, bởi Pain là một vị tướng tương đối mỏng cánh trong tình huống giao tranh tổng. Đối phương đã tập trung cả 4 người xuống khu vực đường dưới. Ara dọn được tên lính này rồi, nhưng anh ta phải dọn trong trụ. Chúng ta vẫn có thể khiến cho Ara tương đối an toàn và Isidis dính cú đạn thần quang. Diệt hồn truy để dọn dẹp lính đến từ vị trí của Buck, nhưng Buck đang bị truy đuổi đến Buck từ vị trí được của Zombie. EA cũng có thể thoát về được sau khi cũng đã đặt ra thuyền bạch thuộc rồi. Khiến Di bị hất tung bởi đó là cái truy thần lực đến từ Isilindu, nhưng quay trở lại tập trung bắn rất đau, mất đi cho mình quả cầu băng xương. Như ở đây FATV chỉ có 2 người mà thôi, trong khi đối thủ là có tới tận 3 người. Zero cũng mất đi quả cầu băng xương rồi. Khiên Di sử dụng nẹt điện để lướt thẳng vào, nhưng Khiên Di đã bị tẩm hoa đến từ vị trí của Valentino trong tay của Đi Phong Sen. Khiên Di bắn gục được Đi Phong Sen. F1 vẫn đang tiến lên để bắn nhưng hết tầm rồi. Được rồi, chúng ta đã đủ thành công ở một tình huống dùng nẹt điện lao lên một cách tương đối giật mình và thon thót tim đến từ vị trí của Khiên Di, nhưng chúng ta đã thành công. Khiên Di có cho mình quả cầu băng xương và chúng ta dứt điểm được cái mạng của đối phương. Cả hai thành viên của bên phía FATV đều lui về một cách an toàn và đây là một tiền đề tốt cho khu vực đường dưới để Ara có thể thoải mái hơn trước tình huống tấn công và tạo áp lực lên vị trí của Zombie. Anh ta đang rất sát tại đây, kích hoạt khiên phản tốc để lui đi. Buck đã đứng be góc tại đây và chúng ta có được tầm nhìn, có thể yên tâm tại khu vực đường dưới rồi. Buck chiếm được sai, đạn được quăng trúng vào vị trí của Nunu, quá đẹp để cho Buck có thể tấn công. Nhưng Buck lại sử dụng diệt hồn truy đi rất xa. Nunu tốc biến vượt qua thuyền bạch tuộc để có thể lùi về trụ, nhưng TA quyết định đuổi theo và có thêm điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp dành cho Pháp TV, rất tốt. TA có tư duy sử dụng thuyền bạch tuộc rất tốt và khiến cho Nunu bị mất đi cái tốc biến của mình. Chúng ta đã có một tình huống tổ chức giao tranh khiến cho đối phương bất ngờ. Và đây là một tình huống mà chúng ta có thể lấy lên cái trụ này không? Đối phương có thể dọn cách thành công băng vào và lượng sát thương rất lớn đến từ Buck. ECD không còn quá nhiều máu nữa, phải kích hoạt cho mình đó là cái cấp cứu và sau đó anh ta phải lui về. Chúng ta suýt nữa sẽ có được cho mình cái trụ này. Chỉ một tên lính nữa thôi là chúng ta sẽ có được cái trụ đầu tiên tại khu vực đường rồng. Đúng là như vậy. Ara đang được chơi trong ván thi đấu này rồi. Và Ara như thường lệ khi được chơi thì cũng rất tự tin do mình tiến lên, bởi vì có sứ mệnh như thế đáp xuống đến từ vị trí của Isilindu. Đồng ý, chúng ta lui về được. Đã có rất nhiều lần chúng ta dồn sát thương không thành bởi những cú sứ mệnh cứu thế kịp thời đến từ vị trí của Isilindu. Nhưng tại thời điểm này tôi đang khá hài lòng với những tình huống đạn thần quang chuẩn xác vừa qua đến từ vị trí của Ara. Anh ta đã có rất nhiều tình huống đạn thần quang để make play cho những tình huống giao tranh bất ngờ mà chúng ta tạo nên phía đối phương. Và tại thời điểm này đối phương mới là những người gặp những bất lợi, nhưng chúng ta cần phải cẩn trọng bởi một sai lầm thôi có thể khiến cho chúng ta thua. Như ván thi đấu trước đó, TA bị cấu máu khá nhiều bởi đó là Richter và không ai phòng thủ được cái trụ đường dưới này. TA hơi thấp máu nhưng TA vẫn quyết định ở lại để đặt ra thêm một thuyền bạch tuộc nữa, dựng pháo lên để bắn trụ đến từ vị trí của First One. Nhưng ở đường trên thì Team Fox Fan bị gánh thêm một lần nữa và bởi Khiên Chi. Chúng ta có được tân lính và có thể lấy được cái trụ khu vực đường trên hay không? Câu trả lời là rất khó bởi tân lính bây giờ mới bắt đầu lên và Zombie đã có mặt kịp thời.
Liệu Kenji có thể tiếp tục tạo áp lực lên vị trí của Zomi một lần nữa? Zero không còn nhiều máu nữa, phải lui và thôi. Đường dưới thì chúng ta đang phải chống trả hai lần tấn công liên tiếp từ đối phương. Trời ơi, Buck không thể nào trụ được quá lâu, mất đi cả trụ và mất đi cái mạng của Buck. Chúng ta đã rất kiên cường phòng thủ tại khu vực đường rộng, hơi cố quá trong tình huống đó, khi mà cái trụ đằng nào nó cũng sẽ mất đi, và Buck thì cũng đã phải nằm lại trong tình huống vừa rồi. TA tiếp tục bị tấn công rất nhiều bởi bên phía Buram United. Cứ đến khoảng thời điểm này là Buram United lại bắt đầu có thể đẩy nhanh tốc độ với những chất tướng của mình. Đồng ý, đây là khoảng thời điểm mà tôi đang rất lo lắng cho Fab TV. Đối phương đã bắt đầu tập trung lên để tạo áp lực lên cái trụ của Zero sau khi hoàn thành mục tiêu là cái trụ của Ara. Tôi cũng chỉ mong rằng Buram có thể vô địch trong mùa giải năm nay mà thôi. Còn tại thời điểm này thì rõ ràng là về lượng tiền thì chúng ta đang hơn so với cả bên phía của đối phương. Và ứng cử viên của chức vô địch APL chúng rồi. Đã được quăng trúng vào vị trí đường giữa của Deepfrozen. Nhưng First One mới là người hạ gục Buck trong tình huống này. Và lại thêm một lần nữa thì chúng ta đang nhìn thấy Buram United phản công trước đội hình của Fab TV. Quá khó. Double kill thuộc về First One. Quá khó. Và Kenji đã chấm dứt được thành công First One. Nhưng chúng ta đã vừa phải trải qua một tình huống giao tranh mà đối phương là những người chủ động hơn. Lượng tiền vẫn đang ủng hộ cho bên phía của Fab TV trong trận thi đấu này. Nhưng cái khoảng thời gian giữa trận là lúc những đội tuyển có nhiều kinh nghiệm như là Buram United, họ có thể kéo giãn thời gian trận thi đấu ra và khiến cho Fab TV không có phương hướng để tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu lên so với cả bên phía của Buram United. Kenji đang rất xanh, Kenji đang rất xanh với cây đây là 4-1-0 của mình. Thêm một đạn thần quang tốt nữa đến từ Ara. Ara đang bắn đạn thần quang tốt hơn rất nhiều so với trận đấu gặp Team Flash rồi. Đây mới là một Ara mà tôi muốn nhìn thấy tại APL 2020. Đồng ý, đây mới là một Ara mà chúng ta cần phải biết tại thời điểm này. Dẫu chăng trận đấu vẫn còn rất dài nhưng chúng ta vẫn đang thi đấu và không để mất đi quá nhiều lợi thế. Zombie sẽ là mục tiêu tiếp theo. Thật đáng tiếc như nếu đó là một tình huống thuyền bạch tuộc khéo hơn một chút nữa, có khi chúng ta đã giữ chân được Zombie và Ara có thể xả thêm sát thương lên vị trí của Zombie. Nhưng Zombie đã kịp thời lui đi và ta có một đội cơ động với cả Richter. Còn tại khu vực đường dưới thì Zero đang cố gắng để lấy cho mình cái trụ này. Kenji đang xanh và anh ta giải quyết con rồng này là rất tốt. Nhanh. Bắt được Deepfrozen thêm một lần nữa rồi, nhưng có sứ mệnh cứu thế, đó là điều khiến cho Deepfrozen tự tin chơi đến như vậy. Zero lấy được trụ, sau đó quật vào vị trí của Deepfrozen khiến cho Deepfrozen mất tốc biến. Zero vẫn đang dí theo. Zero. Tốt, đến từ vị trí của Zero, Kenji cũng bắn được và đây là hai điểm bạo gục tiếp theo thuộc về Fab TV. Chúng ta giải quyết được mối lo ngại tại khu vực đường dưới và Ara bắn khiến cho Zombie chỉ biết chạy về mà thôi. Vẫn giữ cho mình cái trụ đầu ở khu vực đường giữa. Dẫn giữ được cho mình cái trụ đầu của đường giữa là rất kiên cường. Buck đang mất quá nhiều máu và Buck sẽ phải nằm xuống. Một tình huống mà chúng ta đã mất thêm cái mạng của Pen thêm một lần nữa. Nhưng Kenji đang có mặt ở khu vực đường trên và thêm vào đó cả Ara nữa. Về giai đoạn cuối trận đấu, tôi tự tin rằng chúng ta đủ sát thương để đối đầu lại cả đối phương, bởi chúng ta có Phoenix và chúng ta có cả Lavi nữa. Lượng sát thương có thể là đọ được cả bên phía của đối phương, nhưng cần rất cẩn trọng những tình huống. Những tình huống sứ mệnh cứu thế đến từ EasyTech có thể khiến cho Buram United Esports họ xoay chuyển tình thế. Chúng ta đang đánh cho Deepfrozen cực kỳ thọt ở thời điểm này với KA là 0-3-1 với vị tướng Florentino rất yếu. Ara bắn như máy khâu đến vị trí của Ara, bắn cho Zombie phải lui về, nhưng TA thì đang bị giữ chân bởi Nunu. Và anh ta không có chiêu để chạy, cố gắng lết về đến từ vị trí TA và anh ta đã thành công. Anh ta thành công rồi và chúng ta sẽ có thể giữ được cái mạng của TA. Tôi thì tôi nghĩ rằng là Fab TV có thể thử nhanh hơn một chút, bởi vì trong giai đoạn sau thì khi mà Richter cùng với Florentino có đồ họ áp sát thì hai xạ thủ chủ lực của chúng ta cũng sẽ khó chơi hơn rất nhiều. F1 đã lên được cho mình cung tà ma và Buram United đang khởi động cho mình đó là con tà thần xe ra. Đây là đây chính là cách mà Buram United Esports muốn tạo nên sự khác biệt hoàn toàn trong trận thi đấu này. Họ đang muốn đẩy nhanh nhiệt độ trận đấu. Chúng ta bị cấu máu, TA mất quá nhiều máu và chúng ta mất đi TA. Zombie còn ít máu, Kenji đang được bắn tại đây và anh ta hạ cũng được không? Anh ta hạ cũng được và Kenji hạ cũng được Zombie. Kenji đang chơi tốt với vị tướng Phoenix này, trong khi đó ở dưới Buck đang đẩy và có thêm được một chút nữa. Double kill thuộc về Kenji. Ara cũng đang được bắn rồi. First One cùng với những người đồng đội của mình đang phải bỏ chạy. Rất kiên cường đến từ Kenji và bây giờ con tàu thực ra sẽ là của chúng ta. Đối phương biết EasyD đang chạy lên, anh ta đang chạy bộ lên. Chúng ta sẽ có được con tàu thần này hay không? Anh ta đang chờ để phát nổ và chúng ta được có được con tàu thần này. Đã có tàu thần xảy ra thuộc về Fab TV. Tuyệt vời. Đây là lúc mà chúng ta cần phải tiếp tục giữ cho mình một cái đầu lạnh nữa. Và mục tiêu tiếp theo sẽ là cái trụ, cứ từ từ và bình tĩnh. Từng mục tiêu một dành cho Fab TV. Buriram họ muốn vô địch ở giải đấu lần này. Nhưng ở trong ván thi đấu này thì Fab TV đang làm được nhiều điều hơn rồi. Họ sẽ vô địch tại giải đấu lần này. Trước tiên là phải vượt qua Fab TV đã. Và tại thời điểm này thì chúng ta đang hơn rất nhiều về mặt lượng tiền. Hãy nhìn vào Ara đi, 7.700 tiền. Anh ta sẽ là mục tiêu nòng cốt của Buram United để bắt vào. Nhưng chúng ta vẫn còn một Kenji đang xanh sao với cây 711.
Quan trọng là hai đấu sĩ của bên phía Buram United đang rất yếu với cách chơi của họ. Và chúng ta có thể khai thác khoảng thời điểm này. Chúng không? Chúng Nunu. Đúng rồi. Chúng Nunu. Zero. Không được. Bình tĩnh thôi. Chúng ta đã tạo được tại khu vực đường dưới. TA. Một tình huống check map rất mạo hiểm đến TA. TA phát hiện ra bốn thành viên của bên phía Buram United và Khiên Di. Khiên Di đang có được một góc bắn thuận lợi nhưng có sức mạnh ưu thế đến từ đối thủ. Khiên Di bị hất tung liên tiếp hai lần. Khiên Di có còn trên bản đồ không? Không còn Khiên Di nữa rồi. Trong khi đó thì Zero cũng đang cố gắng phải bỏ chạy. Đó là một tình huống thiếu người của Pháp TV. Rõ ràng là chúng ta biết là Isilindu có thể đáp xuống từ sứ mệnh cứu thế mà. Chúng ta tại sao thấy bốn người của họ ở đó rồi vẫn muốn đánh, vẫn đánh kiểu như vậy? Tại vì khi mà TA kích hoạt cho mình cái thuyền bạch tuộc thì lúc đó tôi thấy được rằng là Khiên Di đã lao vào cùng với đó là cả Zero nữa. Chúng ta bị ép đánh trong một cái thế tương đối bị động. Và đây là một tình huống giao tranh có thể sẽ khiến cho trận đấu đảo chiều rất nhanh mà thôi. Một tình huống giao tranh tiếp tục khiến cho chúng ta gặp khó khăn. Buck đang cố gắng đẩy tại khu vực đường trên và có thể chúng ta sẽ mất đi đâu đó là một trụ nữa chưa bắt được sơ cấp. Một tình huống giao tranh mà chúng ta là những người bị rơi vào thế bị động khi bị ép phải đánh cả bên phía đối phương. Và TA đã có một tình huống check map mà khi anh ta đi vào cái bụi đó tôi đã cảm thấy là không lành rồi. Và đúng là khi đấy, đó là một tình huống mà khi TA kích hoạt cho mình thuyền bạch tuộc và anh, và lúc đó Khiên Di đã phải lao vào cùng với cả TA. Nhưng cái sứ mệnh cứu thế đã giúp cho Buram Yên Tử họ tái giao tranh khá tốt và Nunu còn không phải nằm xuống cơ. Rõ ràng là mặc dù hai đấu sĩ của họ nghèo thì nghèo thật, nhưng Florentino và Richter trong một không gian như vậy thì hoàn toàn có thể khiến cho những xạ thủ của chúng ta không được bắn như đã nói. Và đó là một bất lợi rất lớn khi mà Pháp TV lại một lần nữa đánh rơi những lợi thế của mình tích lũy được từ đầu trận rồi. First One trúng đạn thần quang. Wow, không có ai băng vào First One cả. Đi Phong Sen mất đi tốc biến rồi. Đó là cái thuyền bạch tuyền rất tốt để giúp cho anh ta mất đi tốc biến. Nhìn đây thì một vùng dịch quỷ khá tự tin từ Zombie. Ara vẫn được bắn từ tuyến sau. Ở đây thì Nunu đang gặp nguy hiểm. Anh ta bị xích lại bởi đó là sát vực đến từ Zero. Và Zero vẫn còn sống. Anh ta đã phải Ara được bởi. Chơi Ara. Ara đang bắn như máy điện. Ara tiến lên. Khiến gì tiến lên được rồi. Và đây là rất nhiều điểm hạ gục mà Buram United phải bỏ lại. First One cũng đã bị chấm dứt rồi. Quá hay, và tôi nghĩ rằng đó là một tình huống từ đâu đó mà Zero đã bắt được vào Nunu và Nunu bị loại bỏ khỏi giao tranh đó. Đó là tiền đề tuyệt vời cho chúng ta băng lên. Và đây sẽ là con tà thần Seiza thứ hai dành cho Pháp TV trong trận thi đấu này. Tà thần Seiza thuộc về Pháp TV với sức bắn của hai xạ thủ ở thời điểm này thì tốc độ ăn là rất nhanh. Phải lùi về, đánh một cách bình tĩnh thôi. Hãy đừng để bị ép giao tranh như lúc nãy nữa. Và đây là một tình huống thi đấu đã có phần hơi tự tin nên Zombie anh ta băng thẳng vào trong tuyến sau của trụ để có thể cầu máu lên chúng ta. Nhưng ở một chiến tuyến khác thì cả Buck và Zero đã bắt được Nunu. Đúng là như và vậy. Và đó là chìa khóa tuyệt vời để cho chúng ta có thể mở giao tranh và có được thế bắn tuyệt vời cho cả hai xạ thủ đó là Khiên Di và Ara. Chính xác là như vậy, bởi vì Nunu cũng là một vị tướng có khả năng gây ra sát thương rất lớn. Không chỉ tà thần xe già, rồng bạo chúa cũng đã thuộc về Pháp TV. Khoảng cách là 5.000 tiền cùng hai bùa lợi mạnh nhất trên bản đồ ở dưới chân. Mặc dù cho trận đấu có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tâm lý của tôi vẫn luôn luôn bị hoang mang bởi những tình huống di chuyển đến từ Pháp TV. Bởi lẽ đối phương quá già dơ và chỉ cần chúng ta có một động thái giao tranh lỗi hoặc thiếu sự gắn kết mà thôi thì chúng ta sẽ bị trừng trị. Nhưng tại thời điểm này thì có lẽ Pháp TV đang có được cho mình một thế đánh tương đối tốt. Chúng ta có nguồn sát thương ổn định tại giai đoạn cuối của trận thi đấu này. Zero đã đứng trách bụi trong đó. Anh ta biết được tầm nhìn của thành viên Buram United và đó là lý do vì sao anh ta lui về rất nhanh. Ngay sau đó First One không có giáp hộ mệnh trên người, không có bảo hiểm nào, cũng không có tốc biến. Đây là một cơ hội để chúng ta có thể bắt vào sát thương chủ lực bên phía của Buram United. Chỉ cần bắt được First One thôi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoặc có thể bắt vào Nunu như trong tình huống trước đó mà Zero cùng với Buck đã chớp lấy thời cơ. Mình cảm nhận được rằng Pháp TV đang chia người ra để cố gắng đẩy lính lên thật cao. Chúng ta đang đánh theo một lối đánh du kích và chỉ chờ cho đến khi có người phát ra tín hiệu lệnh thì ngay lập tức chúng ta sẽ mở một tình huống giao tranh tổng để tấn công đối phương. Và người đó chắc hẳn sẽ là Zero hoặc là TA trong tình huống mở giao tranh. À, hai xạ thủ chúng ta đã có mặt tại đây. Khiên Di bị cấu quá nhiều máu. TA đang là người bị giữ chân lại và anh ta đã mất đi chiều cuối của mình, đó là thuyền bạch tuộc. Anh ta không thể chạy được, anh ta có tốc biến và anh ta chạy được thành công. Ép trụ như vậy có nghĩa là cũng không tối ưu được con rồng tiên phong rồi. Đồng ý. Khiên Di bị cấu khá nhiều máu. Chúng ta có thêm một cái trụ thứ hai tại khu vực đường giữa nữa và qua đó để cân bằng được thế trụ cả đối phương. Có một thế lính khá cao sẽ cướp đi con bùa xanh của bên phía đối phương. 52 giây nữa con tà thần Seiza sẽ ra và đây sẽ là con tà thần Seiza quan trọng của trận thi đấu này, rất quan trọng khi mà cả hai bên đang rất cần một động lực để thể đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và thế lính. Thì rõ ràng con tà thần này sẽ là bài toán để giải quyết mọi thứ.
Thiên Di vừa chuyển sang món đồ đó là nhanh Fenry để tối ưu hóa sức sát thương đến từ vị trí của vị tướng Phoenix này. Một ván đấu mà Thiên Di cũng đang làm rất tốt với 8 điểm hạ gục có được. Anh ấy thậm chí còn đang làm tốt hơn First One ở trong ván thi đấu này. Hy vọng của Mi Popper đến thời điểm này cũng phần nào đó được đáp ứng. Hy vọng là giấc mơ mà tôi đã mơ cách đây một tháng nó có thể linh nghiệm bằng một cách nào đó. Nhưng trước tiên tôi cũng vẫn mong Muram Yên Tử sẽ có được chiến thắng trong trận thi đấu này. Và đây một tình huống mà chúng ta đã lấy cho mình cái trụ thứ hai tại khu vực đường trên. Đây là ba cái trụ bậc thềm quan trọng nhất mà chúng ta buộc phải giải quyết. Phải giải quyết được một đường để lấy được máu, tạo tiền đề để có những thế ép. Khó, và khó, với khó. Những đội tuyển mạnh như Muram Yên Tử, họ biết cách để giữ những cái trụ trấn phái đến như thế. Đây một tình huống tà thần xảy ra và với Kenji chúng ta giải quyết nó rất nhanh. Sẽ có tà thần dành cho bên phía của FAPTV. Đội hình của FAPTV nếu băng vào giao tranh tổng ở dưới thềm trụ của đối thủ thì đánh không lại. Khi mà đối phương có nhiều sát thương trên diện rộng, điểm mạnh của chúng ta là những tình huống bắt lẻ đến từ bốc, đến từ cái sát vực của Zero và phải có tiền đề để cho Kenji cùng Ara được chơi, thì khi đó FAPTV mới có thể phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Sát thương đối từ bốc là khá nhiều, anh ta có đầy đủ đồ chơi rồi, có thêm cái triệu hỗn mang, gươm tận thế, quyền trượng Rhea. Anh ta đang chém Isidis mất đi một lượng máu khá lớn và ban nãy anh ta thừa sức có thể solo kill thành công được vào Isidis và khiến cho Senia phải lui về. Và đây là khoảng thời điểm mà khả năng phòng thủ đến từ Burak từ Esports sẽ đánh giá khá cao. Họ có Ignite và họ có những tình huống dự pháo của F1. Và thậm chí là giao tranh trong trụ, nếu như đối phương, nếu như chúng ta muốn băng trụ thì họ cũng không ngán, bởi họ có sứ mệnh cứu thế để tiếp tục giải giao tranh. Họ còn cho mình đó là 4 cái chuyển sinh. Và làm thế nào để chúng ta có thể có được cho mình một, ít nhất là một đường siêu cấp đầu tiên là một bài toán tương đối khó, bởi đối phương đang cho thấy một cái sự phòng thủ khá tốt tại thời điểm này. Và khoảng thời gian nào mà chúng ta còn chưa thể lấy được cho mình một đường siêu cấp thì thế đẩy sẽ là rất khó và đối phương sẽ có tiền đề để có thể quay ngược lại trận thi đấu này. Đúng vậy, thế lính của Muram United là vấn đề sẽ được Isilindiu giải quyết với vị tướng Senel. Bug đang ở rất xa nên FAPTV không thể đánh ở trong pha này khi chỉ có 4 người xung quanh hang rồng bạo chúa, nhưng an toàn. Tôi nghĩ rằng đây là một khoảng cách hang rồng bạo chúa an toàn bởi chúng ta có tầm nhìn đến từ Zero, đến từ TA và thậm chí chúng ta còn kéo con rồng bạo chúa ra một khoảng khá hợp lý. Chúng ta đã hoàn thành việc có được cho mình tiếp tục con rồng bạo chúa nữa và lấy được những mục tiêu lớn tại thời điểm này là một thành công với FAPTV. Vấn đề bây giờ làm thế nào để mở được đường máu đầu tiên dành cho bên phía của FAPTV là một bài toán khá nan giải. Đối phương có nhiều đấu sĩ và đây là lợi thế của họ. Khá bất lợi dành cho Ara khi phải lên đao truy hồn bởi vì Pain của Buck không phải là một vị tướng phù hợp với món trang bị sách truy hồn. Ara cũng đang không có bảo hiểm ở trên người nên cũng cần phải hết sức coi chừng. Chúng ta có được một đường lính siêu cấp rất tốt ở khu vực đường giữa với một thế hai đường lính đẩy vào. Chúng ta có được đường siêu cấp đầu tiên rồi. Rất nín thở chờ đợi những tình huống giao tranh đến từ Isidis đã phải đứng đưa mình lên để hy sinh máu thay cho cái trụ này. Và anh ta vẫn đang làm điều đó, thậm chí anh ta còn hy sinh hồi máu khá nhiều để có thể liên tục đỡ đòn cho cái trụ. Anh ta đang tanh trụ, tanh cho cái trụ này theo một cái nghĩa khác. Nhưng khi rồng bắn vào người thì nó cũng không mất đi quá nhiều máu, chỉ có điều là FAPTV cũng không có thế để có thể giúp cho con rồng này bắn được vào trụ mà chúng thôi. Chúng ta đang chia người ra là 4-1 để bốc đẩy được thế lính cao ở đường khác. Nunu dính cú đạn tấn quang, TA băng vào, chưa hợp lý, khiến gì còn khá ít máu. Isidis Buck đang gần lấy được cái trụ ở khu vực đường trên rồi. Buck đã lấy được đường lính siêu cấp thứ hai. Muram United muốn phản công, Ara bị tìm thấy bởi đi phong sen. Ara mất đi cho mình phù hiệu chuyển sinh rồi. Như đã nói thì Ara không có trên mình bảo hiểm nào cả và các đấu sĩ trong đội hình của Muram United đã đến lúc họ chơi được rồi. Hai xạ thủ chúng ta đều đã phải nằm lại. TA thì đang phải tháo lui. Ara đã ra rồi, Ara còn cho mình chuyển sinh, anh ta ra ngay lập tức tại thời điểm này. Khiên gì thì 45 giây nữa anh ta sẽ ra. TA liệu có thể chạy về được không? Anh ta đủ sức chịu đựng để có thể lui về được. Tình huống giao tranh khá tốt team và đối phương đã ép giao tranh thành công để lui, đẩy lui được chúng ta về. Buck phải bỏ đao truy hồn để lên giáp hộ mệnh, đó là vị trí của Ara. Buck còn không lấy được cho mình con bùa xanh ở bên phía đối phương nên lui về nhanh lập tức. Phải ngay lập tức thôi. Phải về thôi. Mất đi con tần thần xảy ra này là một điều mà chúng ta có lẽ sẽ phải chịu mà thôi. Chúng ta đang muốn hướng tới tên lính ở khu vực đường dưới để có thể lấy nốt đường lính siêu cấp cuối cùng khi mà Zero cùng với Ara đang chạy thật nhanh xuống đó, nhưng có vẻ như là không kịp rồi. Đi phong en hạng của chúng ta TA và chúng ta mất đi người chơi hỗ trợ, chúng ta đã bị bất lợi về mặt người. Đối phương có dòng tiên phong và thật may mắn chúng ta còn một thế lính tăng cao. Nào, may quá. Ui giời, khó tìm. May mắn là chúng ta còn một thế lính tăng cao nên có thể tạo điều kiện để chờ cho TA quay trở lại. Chúng ta đã kịp thời dọn đường cho tình huống xấu nhất là đối phương sẽ ăn được tà thần Caesar và nhanh chóng đẩy lính. Nhưng đây là con lính rất
cao đang lên và F1 còn chương trình chiều cuối. Anh ta có thể đứng từ xa để lấy được đường siêu cấp này. Bắc lộ sai rồi, Bắc lộ sai dọn con rồng tiên phong Zero. Rồi và Zero mất giáp hộ mệnh trong cái sát vực của mình. Tình lại thì Zero cũng đã phải nằm lại, Zero không có chuyển sinh. Trời ơi, khó quá rồi. Ara và khiến gì Bắc cũng đang biến về. TA còn 5 giây, liệu có trụ được qua tơ lính này hay không? Vẫn còn trụ được rồi. Chúng ta có hai xạ thủ nên chúng ta giải quyết điều đó rất nhanh. Thật may mắn thay là sức công sức chịu đựng và phải nằm xuống đến từ Zero là không hề vô ích một chút nào cả. Đối phương phải lui về. Tất cả những gì chúng ta làm là cái trụ cuối cùng kia kìa. Nhưng quan trọng là những tình huống ép giao tranh với đối phương là quá sát. Và nếu như đối phương tiếp tục giao tranh tổng thành công một lần nữa thì chúng ta sẽ mất hết toàn bộ những công sức đã tạo ra từ đầu cho đến cuối trận thi đấu này. Đúng là như vậy. Một trận đấu rất căng thẳng. 13 đều đang là tỷ số về điểm hạ gục. Thời điểm này thì tiền không còn ý nghĩa gì nữa cả khi tất cả các thành viên đều đã phun đồ rồi. Rất kiên cường đến từ Fat TV. Đây mới là một Fat TV mà chúng ta biết tại thời điểm mà họ thi đấu tại đấu trường danh vọng, và họ cũng đang đánh một cách rất sòng phẳng đối với cả Buran United Esports, ít nhất là trong ván thi đấu này. F1 đang rất khó thở nhưng anh ta đã quay trở lại thần kỳ và có một cái đây là 13-1. Anh ta đang đóng vai trò là đầu tàu mà sát thương dành cho Buran. Và chúng ta cần phải loại bỏ được Nunu lẫn F1 trong những tình huống giao tranh. Nunu cũng vừa bán giày để thay vào sách thánh, tối ưu hóa lượng sát thương. Sát thương của Ignis nằm trong tay Nunu ở thời điểm này là rất ghê gớm, nhưng tốc độ chạy là không cao. Đối phương tự tin để đánh với chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Đây tình huống giao tranh đi, Phong Enna tụt máu không phải. Kenji của chúng ta mất quá nhiều máu. Kenji đã bị dí mất đi giáp hộ mệnh rồi. Kenji có thể có một cú nẹt điện nữa hay không? Có được rồi. Kenji không được, cuối cùng thì Kenji vẫn bị bắn gục bởi First One. Bắc đang đẩy lẻ, đối phương phải lui về. Và công sức chúng ta câu giờ đang là thành công bởi Bắc đang đẩy một tân linh khá cao tại khu vực đường trên. Không được rồi. Mất đi dòng bạo chúa. Và Bắc cũng chỉ có thể đẩy được lính lên cao nhất có thể mà thôi. Chúng ta vẫn không thể làm gì được hơn. Đối phương đang quá sôi thịt và đối phương chỉ cần xô vào mà thôi. Và chúng ta sẽ mất đi Kenji, chúng ta sẽ mất đi Ara. Bắc vẫn đang đóng một vai trò thợ lặn khi mà thường xuyên mất sai ở trên bản đồ rồi sau đó xuất hiện ở những khu vực đường để đẩy lính. Nhưng với việc đó sẽ khiến cho chúng ta luôn thiếu người ở trong những tình huống giao tranh hoặc tranh chấp những mục tiêu như là rồng bạo chúa hay là tà thần xê ra. Nhưng nếu như đánh giá một cách khách quan hơn là kể cả trong một tình huống giao tranh tổng trực diện như này, tôi không đánh giá cao khả năng băng vào đến từ bên tại những giai đoạn cuối trận đấu này. Thì đó cũng là một trong những yếu điểm của chúng ta trong việc lựa chọn bên. Chúng ta chỉ còn biết cách cử Bốc đi đẩy lẻ. Nhưng hình như đang bắt được người ở dưới thì phải. Không được, hình như không bắt được rồi. Được rồi, Isilinit đã dùng sứ mệnh như thế và anh ta lui về một cách thành công. Chúng ta mất đi con tà thần xê ra thêm một lần nữa. Rủi ro cao nhất là chúng ta có thể sẽ mất đi một đường siêu cấp tại đều S này của bên phía đối phương. Lính đang ủng hộ chúng ta ở đường lính siêu cấp duy nhất còn lại và Bắc cũng đang tiến xuống khu vực đường đó. Bắc liệu có lộ sai không? Anh ta đã lộ sai. Lộ sai rồi. Vậy xin được người được cử về để ngăn cản Bắc. Điều đó dẫn tới việc là đối phương cũng chưa thể ép cách triệt để ngay lên khu vực đường trên. Thật đáng mừng. Vẫn cần phải đợi chiêu cuối của Bắc. Nhưng Bắc có thể sẽ bị chặn đầu và không thể về nhà được này. Nên cẩn thận này. Zombie đã di chuyển quay trở lại và đối phương đang tập trung rất cao lên khu vực này. Chúng ta giải tỏa được con dòng tiên phong và qua đó bùa lợi xe ra không tối ưu được đến từ bên phía của Buran United Esports. Rất kéo léo đến từ bên phía của Fab TV. Vẫn là một thế kéo cưa lừa xẻ đến từ cả hai đội tuyển trong suốt những phút thi đấu vừa qua. Cả hai bên đều có những điều kiện thắng đối khác nhau đánh, và Buran United thêm một lần nữa ép giao tranh. Đi Phong En khá tự tin. Những tình huống phun hoa của anh ta khiến cho Zero của chúng ta mất khá nhiều máu tại thời điểm này. Và đây là một tình huống mà F1 với lợi thế của Celica, anh ta sẽ lấy được dàn trụ này nếu như chúng ta không thể nào ngăn cản được anh ta. Anh ta bị cấu rất nhiều máu này. Anh ta hồi máu rất nhanh với cung tà ma của mình. Kenji cũng mất nửa cây rồi. Kenji cũng đã mất nửa cây rồi. Nhưng đối phương chưa thể lấy được siêu cấp. Khá khéo đến từ TA. Anh ta đẩy được xe lính về và chúng ta dọn thành công. Qua đó thì đối phương vẫn phải cần đến một tơn nữa ở khu vực đường giữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết được. Isidit chỉ cần một chiêu cuối để có mặt và hội ngộ cùng đồng đội của mình. Và đây là bài toán rất khó. Liệu có vượt qua được cơn sóng này hay không? Đã dựng khiên nhưng khi không phải đó là dựng pháo. Nhưng First One bị tìm thấy bởi Bắc rồi. First One mất đi cho mình giáp hộ mệnh. Còn nửa cây máu thôi. Nhưng First One đang hồi lại được máu. Trong khi đó thì TA không dí được vào First One rồi. Trong khi đó ở đây Ara cùng Kenji đã bắn gục được một người. Đó là Defoxen. Đó là cái giáp hộ mệnh. Mất đi luôn cả liềm đoạt mệnh. Và Defoxen đã bị chấm dứt đi. Zero. Đối phương có 3 người. Đối phương sống lại bên cái chuyển sinh của mình. Mà tôi nghĩ rằng khó rồi. Có lẽ chúng ta sẽ mất đi trận thi đấu này khi mà đối phương đã sống lại với cái chuyển sinh. Và đây là lợi thế của một đội tuyển có nhiều chuyển sinh. Rất cố gắng đến từ Fab TV.
nhưng tôi không nghĩ rằng họ vượt qua được cơn sóng này. Quá khó, dù có là Kenji hay Ara đi chăng nữa thì chúng ta có lẽ sẽ phải thua một cách đầy đáng tiếc trong trận thi đấu này. Giao tranh thì là hòa nhưng chúng ta thua chuyển sinh. Tommy băng vào nhưng Kenji né được, Ara thì không có gì để bỏ chạy cả thêm một tơn lính tiếp theo. Ara nằm xuống và có lẽ đó sẽ là dấu chấm hết dành cho Fast TV ở trong ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta không có chuyển sinh nhiều bằng phía của đối phương và đây là một trận thua đầy đáng tiếc. Ít ra là chúng ta đã thấy Fast TV quay trở lại phong độ thường thấy của họ. Chúng ta đã làm khó được trước đội tuyển số 1 của Thái Lan, một trận đấu mất mồ hôi về chính bản thân của họ. Rất đáng tiếc, một trận đấu đầy đáng tiếc đối với cả Fast TV. Chúng ta đã có thể gần chạm đến chiến thắng nhưng bế tắc từ mặt chất tướng đã khiến những tình huống giao tranh cuối trận đấu đối phương có lợi hơn. Rõ ràng Pain là một sự lựa chọn không phải là tốt nếu như ở giai đoạn cuối trận đấu và trong tình huống giao tranh tổng và chúng ta liên tục phải cắt cử bất đi đẩy người, đi đẩy lính, liên tục phải giao tranh thiếu người của đối phương thì có quá nhiều những con tướng sôi thịt. Đúng là như vậy, và cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực và với ván đấu khởi sắc nhất của mình trong ngày thi đấu hôm nay thì Fast TV vẫn không thể nào có được chiến thắng đầu tay tại APL 2020. Rất đáng tiếc dành cho Fast TV. Họ đã có một giai đoạn đầu tiên khởi sắc hơn rất nhiều rồi. Ara trong ván thi đấu này cũng đã thi đấu Lavin một cách tốt hơn rất nhiều so với trận thi đấu trước đó gặp Team Class. Nhưng chỉ tiếc là ở trong giai đoạn sau thì chất tướng của các thành viên bên phía Buram United vẫn là tốt hơn để họ có thể có được một chiến thắng, cộng thêm với việc họ còn quá nhiều chuyển sinh khiến cho một pha giao tranh từ hòa lại chuyển thành thua của đại diện đến từ khu vực AOG Việt Nam của chúng ta. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc, chúng ta thua họ ở phép chuyển sinh. Đó là một tình huống mở giao tranh khá đẹp mắt khi Buck đã tìm đúng mục tiêu, đó là first one. Đối phương sống lại quá nhanh, chúng ta gần như đã hủy diệt đối phương, thậm chí Zero của một mình cân 3 ở tình huống mà anh ta lao vào khá sâu và anh ta đã phải nằm xuống. Nhưng đối phương cũng đã bị kéo một lượng máu rất lớn và chúng ta còn cả Kenji lẫn cả Lavi trong tay của Ara nữa. Nhưng có chăng là chúng ta thua họ bởi chúng ta không thể hồi sinh nhanh như họ. Và đây là thông số trận đấu này, đó là EC Limited với KDA là 0-1-15. Nếu như không có Senel thì có lẽ Pain của Buck đã lợi hại hơn rất nhiều trong những tình huống đầy lẻ. Nhưng bởi vì Senel quá lợi hại cùng với chuyển sinh nên Buck đã chẳng thể làm được gì ở trong những tình huống đẩy lính trong giai đoạn sau. Và đến cuối cùng thì Fast TV đành phải ngậm ngùi nhận phải thất bại trước sức mạnh của Buram United mà thôi. Không sao cả, không sao cả. Rõ ràng là Fast TV cần phải đánh như thế này để nếu như các đội tuyển của khu vực Việt Nam có gặp lại Buram United thì chúng ta cũng hoàn toàn tự tin là chúng ta có thể thắng được chứ không phải là không. Đồng ý. Kenji đã tỏa sáng rất mạnh mẽ trong trận đấu này. Anh ta có đóng góp đến 212.000 sát thương. Anh ta đã có một chuỗi hạ gục đến 7 mạng tại một thời điểm anh ta có KD là 7-1-1. Lúc đó anh ta thực sự xỏa sáng trên đội hình của bên phía đội tuyển Fast TV. Trận thi đấu này một trận thi đấu mà theo tôi đánh giá là chúng ta đã thành công. Chúng ta đã thành công, Fast TV đã quay trở lại và tôi nghĩ rằng họ cần phải thi đấu như thế này trong những trận đấu sắp tới. Mọi thứ vẫn là chưa kết thúc. Dựa vào cách thể hiện của Fast TV trong thi đấu này với đội tuyển hàng đầu của Thái Lan thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng về một kết quả khả quan hơn trong ngày thi đấu sắp tới, đúng không anh Dũng? Đúng là như vậy, chúng ta có thể hy vọng là Fast TV sẽ thi đấu khởi sắc lên, sẽ thi đấu khởi sắc lên tại bảng thi đấu tử thần bảng B này và họ có thể làm khó được những đội tuyển đến từ các khu vực khác như là khu vực Thái Lan hay là khu vực Đài Bắc Trung Hoa. Rõ ràng rồi, bốn cái chuyển sinh nó là quá lợi thế cho Buram United Esports để khiến cho chúng ta phải đánh. Tôi hiểu rằng đối với Fast TV đó là một tình thế mà họ phải đánh và Buck đã người mở ra tranh rất đúng thời điểm. Chỉ có chăng là chúng ta không thể hồi sinh nhanh như tiên kiếm của đối phương mà thôi. Và suýt chút nữa thì chúng ta đã có thể có được một điểm dành cho Fast TV và khiến cho Buram United không thể có được 6 điểm trở về trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Cuối cùng thì chúng ta đã thua một cách xứng đáng, đúng không anh Dung? Và tôi hy vọng rằng Fast TV có thể quay trở lại và thi đấu như thế này trong những trận thi đấu sắp tới với khi chúng ta còn giai đoạn vòng bảng còn khá dài hơi phía trước đang đợi. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc với tất cả các đội tuyển, cơ hội vẫn được chia đều. Và Buram United Esports họ cũng có những điểm yếu của riêng mình mà chúng ta có thể khai thác được. Đúng là như vậy, dẫu sao thì từ qua hôm nay đều là những ngày thi đấu đầu tiên của bảng A và bảng B mà thôi. Những đội tuyển của khu vực Việt Nam như Project S hay là Fast TV trong ngày hôm nay mặc dù họ không có được điểm số nào sau ngày dàn ra quân nhưng họ vẫn có cơ hội để có thể sửa lại những sai lầm mà họ đã mắc phải trong những ngày thi đấu đầu tiên. Còn ngược lại thì những đội tuyển đã thi đấu thành công, đã có điểm số cũng không thể lấy đó làm chủ quan bởi vì giai đoạn vòng bảng của chúng ta vẫn còn tương đối dài và chưa biết điều gì có thể xảy ra. Buram United Esports sẽ là đội tuyển đầu tiên tại APL 2020 có được 2 chiến thắng liên tiếp và có được 6 điểm số sau 2 trận đấu.
Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã thấy được về tổng quan sức mạnh đến từ Milan United Esports cũng như là Baza Gaming của Thái Lan. Baza Gaming đây là một hiện tượng rất nguy hiểm tại bảng B tử thần này, và họ đã chính thức hạ gục được One Team hạt giống số 1 của DCS với tỷ số là 2-0. Đây sẽ là một bảng đấu còn khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có những trận thi đấu tại bảng A đúng không? Và ngày mai thì Sài Gòn Battle cũng sẽ đối đầu với Hồng Kông Attitude cũng như là Proceeds sẽ gặp Mad Team. Đây cũng sẽ là hai trận thi đấu rất tâm điểm trong ngày thi đấu ngày mai của bảng A, ngày tuần sau của ngày mai của bảng A. Và rõ ràng là đó, chúng ta đang phải trải qua những trận đấu kịch tính nhất tại APL 2020 ngay từ những ngày đầu tiên đã rất cần não. Đúng là như vậy. Giai đoạn vòng bảng của APL 2020 là một giai đoạn vòng bảng hấp dẫn chưa từng có trong các giải đấu quốc tế, khi mà các đội tuyển rõ ràng là chúng ta nhìn thấy năng lực của họ cũng là sàn sàn nhau, và bất kỳ một đội tuyển nào cũng đều có thể bị đánh bại bởi các đội tuyển khác. Nó cũng điều đó sẽ đem đến sự hấp dẫn ngay từ giai đoạn vòng bảng chứ cũng chưa cần phải tới những giai đoạn then chốt nhất. Và là chúng ta đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên, ngày thi đấu đầu tiên của bảng B APL 2020, một ngày thi đấu mà FATV đại diện hạt giống đội tuyển thứ tư của Việt Nam chưa thể có được cho mình, đó là những điểm số đầu tiên tại APL. Trong khi đó thì Team Flash, đội tuyển số 1 của AOG cuối cùng cũng đã có được 4 điểm. Tiếp đến là Baza Gaming có cho mình, chúng ta cùng nhau điểm lại lịch thi đấu ngày hôm nay và kết quả các trận thi đấu đã. Elvo thì như thường lệ họ thua trước Flagwood tỷ số là 0-2 và thua trước Buram United với tỷ số là 0-2 nốt. Flash cầm hòa được Baza Gaming với tỷ số là 1-1. Flash có được chiến thắng trước Fat TV tỷ số là 2-0. Baza Gaming hạ gục được đội tuyển hàng đầu của DCS với tỷ số là 2-0. Và cuối cùng thì Fat TV cũng phải để thất bại 0-2 trước Buram United Esports. Với những kết quả này thì chắc chắn là Buram United sẽ tạm thời vươn lên vị trí nhất bảng của bảng B, bảng đấu tử thần. Team Flash và Baza Gaming cũng có được 4 điểm và xếp ở vị trí thứ hai. Flash Group có 3 điểm nhưng mới chỉ thi đấu một trận mà thôi. One Team, Fast TV và Team Evo là những đội tuyển chưa có được điểm số nào sau ngày thi đấu đầu tiên của bảng B. Rất khắc nghiệt. Chúng ta tạm thời hạ cánh ở vị trí thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay. Và chúng ta cùng nhau điểm qua đến lịch thi đấu của ngày mai. Bacon sẽ có cuộc đối đầu với DZ Esports là trận mở màn của ngày mai. Tiếp đến thì tâm điểm của ngày mai đó sẽ là Sài Gòn Phantom và Hồng Kông Attitude diễn ra vào 13:30 theo dự kiến. Trận thứ 3 thì Talon Esports sẽ đối đầu Bacon và đây sẽ là trận derby của APL. Tiếp đến thì DZ Esports sẽ gặp Menti vào 16:30. 18:00 Hồng Kông Attitude cũng sẽ đối đầu với Talon Esports, một trận đấu tương đối hay về mặt chuyên môn. Và cuối cùng thì Project cũng sẽ chiến đấu với cả Mad Team cho những điểm số đầu tiên tại APL. Đúng là như vậy. Như vậy là trong ngày thi đấu ngày mai, ngày 21 tháng 6 tại khuôn khổ bảng A thì các đội tuyển đến từ khu vực AOG của Việt Nam sẽ chỉ có một trận đấu thôi ở trong khuôn khổ của bảng A, và đó đều là những trận đấu rất hay khi mà các đội tuyển của khu vực Việt Nam chúng ta sẽ phải chạm trán với những đội tuyển được đánh giá cao tại bảng đấu của mình, là đối thủ trực tiếp đúng không? Đối thủ trực tiếp Sài Gòn Phantom, Hồng Kông Attitude và Mad Team Project 8. Rõ ràng đây sẽ là những cuộc chiến đấu rất khó khăn đối với cả hai đại diện, đó là Sài Gòn Phantom và Project 8. Hãy đừng quên là hãy tiếp tục cổ vũ cho các đội tuyển đến từ khu vực AOG Việt Nam vào ngày mai bắt đầu từ 12:00 và cùng sát cánh cùng những đại diện của Việt Nam tại APL 2020. Tới đây thì tôi cũng như là bình luận viên Anh Dũng cũng xin phép nghỉ và chúng ta cùng nhau đến với phỏng vấn sau trận đấu.
Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Vậy là ngày thi đấu thứ 2 đã khép lại rồi và Pháp TV thì họ vừa mới hoàn thành hai trận đấu đầu tiên của họ tại vòng bảng của APL 2020. Và ngay bây giờ thì hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Khiên Chi về những trận đấu ngày hôm nay nhé. Xin chào Khiên Chi, nếu như mà để chấm điểm cho Pháp TV ngày hôm nay thì bạn chấm cho đội tuyển của mình được bao nhiêu điểm trên 10? Mình chấm cho đội tuyển mình được 2 trên 10. 2 trên 10 thôi ạ. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay thì các bạn đã gặp hai đội tuyển rất là mạnh, đó là Flash và Buriam đúng không ạ? Vâng ạ, về một chút về chiến thuật của trận đấu ngày hôm nay thì Ata không phải là một vị tướng quá mạnh. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Pháp TV các bạn lại lựa chọn vị tướng này trong cả hai trận đấu của mình. Bạn có thể giải thích lý do tại sao không? Lý do mà bọn mình chọn Ata thì bọn mình cũng có training nhiều về Ata, và đó là một phần do chiến thuật của huấn luyện viên nữa. Đây là chiến thuật của huấn luyện viên và của cả team đúng không nào? Về đối thủ của mình thì ngày hôm nay các bạn cũng đối đầu với người đi rừng số 1 Thái Lan, đó chính là F1. Vậy thì Khiên Chi, bạn đánh giá như thế nào về F1 cũng như là sức mạnh của cả đội tuyển Buriam? Theo mình thấy thì thực ra First One cũng bình thường thôi, nhưng mà đội tuyển của họ đánh có sự liên kết hơn đội tuyển mình. Vậy là sau khi mà đánh với những đội tuyển như là Buriam thì các bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn để thi đấu thật tốt trong những trận thi đấu tới đúng không nào? Và trong trận đấu tới thì các bạn sẽ gặp một đội tuyển rất là đang là hiện tượng của APL 2020, đó chính là Baza. Vậy thì bạn tự tin bao nhiêu phần trăm là sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển này? Mình tự tin, nhưng mà nói chung thì kèo đấu này cũng mình nghĩ là cũng chưa biết 50-50, đội tuyển nào thể hiện tốt hơn thì đội tuyển đó sẽ giành chiến thắng. 50-50 đúng không ạ? Vậy thì chúc cho Pháp TV cũng như là Khiên Chi sẽ thi đấu thật tốt trong trận thi đấu tới nhé. Xin cảm ơn Khiên Chi và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đơn vị đồng hành chính thức, đó chính là Nono Life. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trận đấu tiếp theo.